Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 941, giận không thể nói. 2. Cố Doãn Chi nói, ba ở tại Giang Thành thêm vài ngày, chờ chuyện này qua đi, ba sẽ trở về Đông Giang. Trương Dương nói, ba, có thời gian ba đi dạo các nơi đi. Cố Doãn Chi gật đầu nói, ba dự định ngày mai đi núi Thanh Thai. Con đi cùng ba. Đêm đó Cố Dưỡng Dưỡng làm chủ mời khách, mời nguyên lão nồng cốt của nhà máy chế thuốc Giang Thành, Trương Dương và Hồ Nhân Như vì cô ấy hộ giá tới. Khi Trương Dương tới phát hiện Hồng Linh trước khi nghỉ việc vẫn đều đảm nhiệm chủ quản tiêu thụ của nhà máy thuốc. Sau khi nghỉ việc, và nhà máy thuốc đều muốn mời cô ấy đi qua nhậm chức, Hồng Linh vẫn một mực do dự, hiện tại Hồ Nhân Như đã trở về, lập tức nghĩ tới cô ấy, gọi điện thoại cho cô ấy, Hồng Linh cũng coi như trưởng nghĩa, không nói hai lời liền từ chối lời mới của các nhà máy thuốc khác. Quay lại nhậm chức chủ quản tiêu thụ. Hồng Linh thấy Trương Dương, bạn học cũ gặp mặt rất thân thiết. Cái miệng của Hồng Linh rất có thể nói, cô ấy cười nói ấy, chủ nhiệm Trương, cậu hiện tại sợ là không nhớ rõ đám bạn học cũ chúng tôi này rồi. Trương Dương nói, Hồng Linh, tôi quên ai cũng không có thể quên cô, lúc trước thực tập tại Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, cô là tình nhân trong mộng của toàn thể nam sinh chúng ta, đáng tiếc khi đó là sói nhiều thịt ít, tiện nghi cho Trần Quốc Vĩ, khiến cho con sói này cưỡng miếng thịt phì nhiêu đi. Hồng Linh cười nói, tôi không phải, cậu nói chính là Tả Hiểu Tình. Cô ấy nói không sợ ngại, trước mặt nhiều người như vậy đem đoạn tình cũ của Tả Hiểu Tình và Trương Dương kể ra, Trương Đại Quan Nhân hơi có chút xấu hổ, nhanh chóng nói tránh đi, tôi ở trạm xe lửa gặp Quốc Vĩ, hắn hiện tại trở thành đại anh hùng chống lại viêm phổi loại R. Hồng Linh thở dài nói, không đề cập tới chuyện này tôi cũng không lo lắng, từ khi viêm phổi loại R ầm ĩ lên thì đem hắn phái đến trạm xe lửa, ba ngày như thế, làm ngày làm đêm, con người hắn cố chấp, người ta đều liều mạng rút ra, hắn lại ngu ngốc đi tới. Trương Dương nói, cũng không thể nói như vậy, nếu như tất cả mọi người không đi, ai tới chống lại trận bệnh dịch này. Cô hẳn là nên ủng hộ Quốc Vĩ, làm tốt một hiền thê của hắn, miễn trừ buồn phiền của hắn ở nhà. Hồng Linh nói, rốt cuộc là làm quan, nói chuyện ra đều không tầm thường. Trương Dương nói, tôi là một tiểu quan thôi, bạn học cũ à, cô cũng đừng chế giễu tôi. Thật ra hắn và Hồng Linh không tính là bạn học, Hồng Linh, Tả Hiểu Tình, Trần Quốc Vĩ đám người này đều là tốt nghiệp khoa chính quy. Có thể nói là thành tựu. Trương Đại Quan Nhân là người có thành tích nhất trong các thực tập sinh đồng khóa hiện nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Nhân Như mời mọi người ngồi vào vị trí, chủ đề của ngày hôm nay cũng là cảm ơn các lão thần tử có thể trở về, thuận tiện tập trung mọi người, đề thăng một chút sĩ khí, tăng cường một chút lực ngưng tụ của lãnh đạo. Trương Dương là một người ngoài cuộc, nhưng quan hệ của hắn và nhà máy tương đối mật thiết. Hơn nữa ngày hôm nay hắn dùng anh rể thân phận của Cố Dưỡng Dưỡng đi đến, uống rượu đương nhiên là không thiếu được. Hồ Nhân Như nói rất có tính cổ động, trước đó khi làm việc đã cho các lão thần tử trở về này được tăng cường đãi ngộ, mọi người lúc trước rời đi cũng không phải là trong lòng mong muốn, hiện tại lãnh đạo của nhà máy thuốc một lần nữa biến động, bọn họ cũng muốn lớn làm một hồi. Trong bữa tiệc Trương Dương lại nhận được điện thoại của mẹ nuôi La Tuệ Chữ. Bà ấy nói với Trương Dương rằng nhà máy sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất thuốc đặc trị cho viêm phổi loại R đã được định ra, nhà máy thuốc Giang Thành đã chính thức được liệt vào một trong các xí nghiệp được giấy phép đặc biệt sản xuất. Trương Dương đem tin tức này tuyên bố với mọi người, trong phòng nhất thời vang lên một trận hoan hô nhảy nhót. Sau tiệc tối, mọi người đều tự rời đi, Triệu Tân Hồng và Cố Dưỡng Dưỡng thì cùng nhau trở về, Cố Doãn Chi hai ngày nay vẫn ở trong nhà máy thuốc, đợi khi mọi người rời đi, Trương Dương và Hồ Nhân như cùng nhau rời đi. Hai người đến căn nhà gỗ ở Nam Hồ, Hồ Nhân Như đã một đoạn thời gian không đến đây, mở rộng cửa phòng, nhìn tất cả quen thuộc bên trong, Hồ Nhân Như không khỏi sinh ra một cảm giác ấm áp, vì căn biệt thự gỗ này đã để lại cho bọn họ rất nhiều ký ức tốt đẹp. Trương Dương đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Hồ Nhân Như nói, anh đi chuẩn bị trước đi, em dọn phòng. Trương Dương gật đầu, chờ Hồ Nhân Như lần thứ hai trở lại phòng khách, phát hiện ra trong phòng khách đã thay đổi. Toàn bộ bụi đều được Trương Dương quét sạch đi, lúc này ngay cả bàn trà cũng được hắn dọn dẹp sạch sẽ. Hồ Nhân Như cười nói, hiếm khi nào thấy anh làm việc nhà. Trương Dương nói, cũng may ở đây coi như sạch sẽ. Hồ Nhân Như nói cứ nửa tháng là có người đến đây dọn dẹp, em vừa mới kiểm tra qua, trong phòng rất sạch sẽ. Trương Dương đi đến trước tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang, cầm lấy hai cái ly rượu được rửa sạch đến. Rót một ly đưa cho Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như cầm lấy ly rượu uống một ngụm, ngửi thấy mùi vị rượu vang,
nhẹ giọng nói, đến đây bỗng nhiên có cảm giác như về nhà, em phát hiện ra tình cảm của em đối với Giang Thành nhiều hơn so với Hồng Kông. Trương Dương ngồi xuống ghế sofa, Hồ Nhân Như bưng ly rượu ngồi bên cạnh hắn, Trương Dương vươn tay ôm lấy vai của cô, thân hình mềm mại của Hồ Nhân Như chui vào trong lòng hắn, bởi vì nơi này có anh, em muốn ở gần với anh. Trương Dương cười nói, vậy em cứ thẳng thắn dọn đến Nam Thích đi, chúng ta có thể gần nhau mỗi ngày. Hồ Nhân Như cười cười, giơ ly rượu lên chạm ly với Trương Dương, nhấp một ngụm rượu nói, chuyện của nhà máy thuốc Giang Thành cũng chưa đến mức tệ, nhưng mà ảnh hưởng của sự kiện thuốc giả thì có thể cần một số tiền lớn. Trương Dương nói, cô bí thư nói, ông ấy có thể lợi dụng quan hệ tranh thủ vay một số tiền giúp cho nhà máy thuốc vượt qua cửa ải khó khăn. Hồ Nhân Như nói, anh thấy thế nào? Trương Dương nói, anh không nghĩ là ông ấy sẽ đi mở miệng cầu người, tuy rằng ông ấy đứng ra vay khẳng định sẽ được phê, nhưng mà anh biết trong lòng ông không tình nguyện đi làm chuyện này. Trương Dương rất hiểu Cố Doãn Chi không thể nghi ngờ, nếu như không phải là vì ông ấy không muốn sự nghiệp do con gái lưu lại sụp đổ, nếu như không phải là do thằng con Cố Minh Kiện gây ra họa lớn, Cố Doãn Chi sẽ không cúi đầu cầu người, trong cuộc đời làm quan của ông, cũng không lợi dụng lực ảnh hưởng cá nhân để mưu tư lợi. Trương Dương biết Cố Doãn Chi rất khó xử. Hồ Nhân Như gật đầu nói, phương diện tài chính em có thể giải quyết một phần. Trương Dương nói, anh tìm Tiểu Yêu, cô ấy nếu như có thể, nhờ cô ấy lấy ra một phần tài chính giúp nhà máy thuốc vượt qua cửa ải khó khăn. Hồ Nhân Như khẽ cười nói, anh đó, sắp coi cô ấy thành máy rút tiền tự động rồi. Trương Dương cười nói, dù sao tiền của cô ấy cũng nhàn rỗi, cho nhà máy thuốc mượn, khi có lợi nhuận thì chia cho cô ấy hoa hồng, coi như là giúp cô ấy tìm được một đầu tư tốt. Hồ Nhân Như nói, em rất có lòng tin đối với nhà máy, chỉ cần vượt qua trận phong ba này, em tin tưởng tương lai của nhà máy thuốc sẽ quay về như cũ. Chương 942, giận không thể nói. 3. Cố Dưỡng Dưỡng sau khi trở về, thấy trong phòng của cha vẫn sáng đèn, cô ấy đi qua, gõ gõ nhẹ cửa phòng, cha đang ngồi xem báo dưới đèn, nghe được tiếng bước chân của con gái, Hồ Nhân Như buông tờ báo xuống, tháo kính lão ra, đã về. Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu. Đi tới phía sau, bóp vai cho cha, Cố Doãn Chi lập tức ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người con gái, ông nhíu mày nói, uống rượu sao? Đứa nhỏ Trương Dương này cũng thật là, sao lại để cho con uống rượu? Cố Dưỡng Dưỡng cười nói, ba, không liên quan đến anh rể đâu, không phải anh ấy cho con uống rượu, ngày hôm nay rất nhiều cán bộ trung tầng của nhà máy đều đã trở lại, con rất vui, là con chủ động uống rượu. Con chỉ uống vài ly với bọn họ thôi, không có uống nhiều. Cố Doãn Chi nói, con gái uống rượu là không tốt, ba cũng không muốn con gái ngoan của ba biến thành con mèo rượu. Hồ Nhân Như cười hì hì nói, yên tâm đi, con ngửi chút rượu thôi đã đau đầu rồi, chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn đối với cán bộ trung tầng của nhà máy, nếu không con sẽ không uống. Cố Doãn Chi nói, chuyện tình tiến triển thế nào? Rất thuận lợi, trong tiệc tối, anh rể nhận được điện thoại, nói là nhà máy thuốc Giang Thành đã được chỉ định là một trong những nhà máy thuốc được cấp giấy phép đặc biệt sản xuất. Chị Nhân Như nói nhiều nhất là nửa năm, nhà máy thuốc của chúng ta có thể khôi phục nguyên khí, mọi người đều có lòng tin rất lớn. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, Hồ Tiểu Thư thật sự là một cao thủ trong phương diện quản lý xí nghiệp, xem ra lần này nhà máy thuốc Giang Thành sẽ không còn vấn đề quá lớn. Cố Dưỡng Dưỡng nói, ngày mai còn mở đại hội mời tất cả công nhân viên của nhà máy, chị Nhân Như kêu con đi cùng chị ấy, con có chút sợ. Cố Doãn Chi nở nụ cười, con gái à? Con hiện tại là chủ tịch của nhà máy, con phải đi dự họp, không cần sợ, có Hồ Tiểu Tư, còn có Triệu Phó xưởng trưởng giúp con nhất định có thể. Cố Dưỡng Dưỡng nói, ba, ngày mai ba có đi không? Cố Doãn Chi lắc đầu nói, ngày mai ba muốn đi núi Thanh Thai, Trương Dương nói cùng đi với ba. Cố Doãn Chi biết, nguy cơ của nhà máy thuốc dưới sự nỗ lực của Trương Dương cùng Hồ Nhân Như và những người khác trên cơ bản đã có thể hóa giải, ông không muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện quản lý của nhà máy. Cố Doãn Chi cũng đã sớm có quyết định, sau này sẽ dùng nguyên tắc buông tay với phương thức quản lý của nhà máy thuốc, tận lực không can thiệp vào chuyện của nhà máy thuốc. Cố Dưỡng Dưỡng nói, con cũng muốn đi. Cố Doãn Chi nói, đại hội của toàn bộ nhân viên nhà máy, con làm chủ tịch mà không đi là không tốt. Cố Dưỡng Dưỡng nói, chờ chuyện bên này xong xuôi, con sẽ trở về trường, chuyện con hứng thú nhất thật ra là vẽ tranh, còn chuyện bên này đã có mọi người giúp đỡ. Cố Doãn Chi không khỏi mỉm cười, đường đi của con gái không ở thương nghiệp, nếu như miễn cưỡng bắt con gái ở lại, con gái khẳng định là không vui. Từ trên người của Cố Dưỡng Dưỡng, Cố Doãn Chi lại nhớ đến thằng con trai,
còn thằng con trai Cố Minh Kiện từ sau khi rời khỏi nhà máy thuốc, đến bây giờ cũng chưa chủ động liên hệ ông, gặp phải phiền phức lớn như vậy, hắn thậm chí còn không chịu đứng ra nói một câu xin lỗi. Cố Doãn Chi càng ngày càng thất vọng đối với thằng con trai này, đồng thời ông cũng đã nghĩ đến biện pháp giáo dục con cái của mình, cái này cũng có quan hệ tương đương với việc làm quan của ông. Buổi sáng ngày hôm sau, Hồ Nhân Như vẫn còn đang ngủ say, Trương Dương đã ngồi dậy khỏi giường, thằng nhãi này đúng là tinh lực hơn người, tuy rằng hắn đã nhẹ tay nhẹ chân, nhưng mà Hồ Nhân Như vẫn bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, mở mắt còn đang buồn ngủ ra, thấy bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, có chút buồn ngủ nói, dậy sớm vậy. Cánh tay trắng nõn ôm lấy Trương Dương cười một tiếng, hôn cô ấy một cái, anh đã hẹn với Cố Bí Thư rồi, một lát cùng ông ấy đi núi Thanh Thai. Hồ Nhân Như nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới là 5 giờ sáng, cô ấy ngáp một cái nói, anh đi đi, em ngủ một hồi nữa. Trương Dương đưa tay vuốt một bên ngực của cô ấy, nói, mặt trời sắp lên đỉnh luôn rồi mà còn ngủ. Hồ Nhân Như nói, cũng sắp bị anh lăn qua lăn lại đến chết rồi đấy, sớm biết như vậy, em đã không đáp ứng đến đây với anh. Ngày hôm nay em còn có một cuộc họp quan trọng nữa. Nói xong liền thiếp đi. Trương Dương nói, em ngủ đi, anh đi. Buổi tối chúng ta cùng nhau thương thảo đại kế nhân sinh tiếp. Hồ Nhân Như hiển nhiên là mệt mỏi quá độ, không đợi hắn nói xong đã ngủ đi. Trương Dương đi tới trước cửa nhà máy thuốc, đã thấy Cố Doãn Chi ở cửa chờ hắn. Trương Dương đem xe dừng lại bên cạnh Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi cúi người nhìn Trương Dương một chút, sau đó mở cửa sau ngồi xuống, làm lãnh đạo thì có thói quen ngồi ghế sau. Cố Doãn Chi đã dưỡng thành thói quen không đổi được. Nhưng mà theo nghiên cứu cho thấy quan viên Trung Quốc rất ít khi ngồi ghế cạnh người lái, làm lãnh đạo thì càng không dùng đến ghế cạnh người lái, khi sử dụng thường thì dùng để đồ thôi. Trương Dương nói, ba, dậy sớm vậy. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, ngủ không được, cho nên dậy sớm một chút, không làm phiền con nghỉ ngơi chứ. Trương Dương nói, mỗi ngày con đều thức dậy rất sớm, gần đây bởi vì chuyện của viêm phổi loại R mà bôn ba khắp nơi, một việc rồi lại một việc. Con cũng muốn hít thở không khí trong lành một chút, không nghĩ lại cùng ba đi núi Thanh Thai. Khách du lịch của Giang Thành vài năm nay đang không ngừng phát triển, cái đó cũng có một phần nỗ lực không nhỏ của Trương Dương lúc trước. Đường đi đến núi Thanh Thai hiện nay đã được cải tạo lại rất tốt, khi con đường này xây xong, từ Giang Thành đi đến núi Thanh Thai chỉ cần khoảng chừng 50 phút thôi. Cố Doãn Chi hạ cửa sổ xe xuống hít thở không khí mới mẻ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy tâm tình được thả lỏng như vậy. Trương Dương vừa lái xe vừa nói, ba, chuyện tài chính của nhà máy thuốc ba không cần phải lo nữa. Cố Doãn Chi nói, tại sao? So với tìm ngân hàng cho vay, không bằng tìm quan hệ đầu tư. Bây giờ chúng ta đã lấy được giấy phép sản xuất đặc biệt cho kháng thể bệnh độc rồi, người muốn đầu tư cho chúng ta đều phải xếp hàng, tiền đương nhiên không phải vấn đề. Cố Doãn Chi lập tức rõ ràng. Trương Dương không muốn mình khó xử, tên nhóc này khẳng định là dùng cách của hắn để giải quyết vấn đề tài chính, trong lòng của Cố Doãn Chi không khỏi có chút cảm động, ông là một người không biểu lộ tình cảm của mình một cách đơn giản, thấp giọng nói, Trương Dương à, lần này khó xử cho con. Trương Dương cười nói, không có gì khó xử cả, nhà máy thuốc cũng là một phần tâm huyết của con không muốn nó sụp đổ. Trải qua phong ba lần này, con tin tưởng nhà máy thuốc sẽ càng làm càng thuận. Cố Doãn Chi nói, chuyện giấy phép sản xuất đặc biệt có phải là con tranh thủ không? Trương Dương nói, cũng không tốn quá nhiều sức lực, mẹ nuôi con chỉ nói có một câu à. Chương 943, giận không thể nói. 4. Bọn họ đi tới núi Thanh Thai, mới biết được, đường lên đỉnh núi đang sửa, xe không cách nào qua lại. Trương Dương đề nghị đi ôn tuyển của làng du lịch Xuân Hy Cốc. Cố Doãn Chi lần này đến đây mục đích chủ yếu là vì giải sầu. Thư giãn tâm tình phiền muộn của mấy ngày nay một chút, đi nơi nào không quan trọng. Đi tới ôn tuyền làng du lịch Xuân Hy Cốc, Lâm Tú và Margaret đều ở chỗ này, Lâm Tú biết được Trương Dương đến đây, đi ra nghênh tiếp hắn. Lâm Tú đối với Cố Doãn Chi cũng là nghe tiếng đã lâu, cô ấy mỉm cười nói, Cố Bí Thư có thể đến nơi đây, thật sự là khiến cho làng du lịch của chúng tôi lấy làm vinh hạnh. Cố Doãn Chi cười nói, cho các người thêm phiền phức mới đúng. Lâm Tú nói, Cố Bí Thư khách khí. Bởi vì viêm phổi khẩu hình ảnh hưởng, khách du lịch Giang Thành cũng đã bị trùng kích tương đối lớn, khách của làng du lịch rất ít, khi Lâm Tú an bài, Trương Dương và Cố Doãn Chi cùng đi vào trong, trước đó, Lâm Tú lặng lẽ nói cho Trương Dương biết Margaret cũng ở chỗ này. Trương Dương nói, tôi cùng Cố Bí Thư đi tắm rửa trước, quay đầu lại thỉnh an lão nhân ra sau.
Lâm Tú cười nói, bà ấy lúc này đang tập luyện, buổi trưa tôi chuẩn bị một chút, đón gió tẩy trần cho cố bí thư. Trương Dương gật đầu. Lâm Tú nói, đồ ăn chay thế nào? Trương Dương nói, được, thay đổi khẩu vị cũng tốt. Có thể là hai người bọn họ tới quá sớm, khu tắm suối nước nóng chỉ có hai người bọn họ, Cố Doãn Chi rất thư thích nằm trong hồ nước nóng, nhắm mắt lại, thư giãn thần kinh của mình. Nước của suối nước nóng rất được, tắm vào cũng vô cùng thoải mái, nhiệt khí từ trong lỗ chân lông quanh thân thấm vào ngũ tạng lục phủ của bọn họ. Trương Dương nhìn Cố Doãn Chi, từ sau khi ông nghỉ hưu, tóc bạc lại tăng lên rất nhiều. Thật ra Cố Doãn Chi già yếu không chỉ có là nguyên nhân rời công tác cương vị, con gái mất đi cũng là đả kích rất lớn đối với ông, con trai không hiểu chuyện lại cho Cố Doãn Chi tăng thêm nhiều tâm sự. Cố Doãn Chi mở mắt, thấy được ánh mắt thân thiết của Trương Dương, không khỏi cười nói, vì sao nhìn ba như vậy? Trương Dương nói, ba gần đây có nhiều tóc bạc hơn. Cố Doãn Chi nói, con người luôn có lúc già. Ông lần thứ hai nhắm mắt lại, thấp giọng nói, ba có chút hối hận. Hối hận cái gì? Cố Doãn Chi nói, ba phóng túng quá mức đối với Minh Kiệt, chuyện này, chỉ sợ nó vẫn không chiếm được giáo huấn. Trương Dương nói, lần này cách làm của chúng ta cũng không phải vì giúp hắn, mà là vì trợ giúp nhà máy thuốc. Cố Doãn Chi nói, cả đời ba làm việc có thể không thẹn với tâm, không ngờ rằng lúc già lại. Ông thở dài một hơi, trong lòng thất vọng đối với con trai không cần phải nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đối với con trai. Hắn là giận không thể nói, không biết làm sao thay đổi được con trai. Trương Dương đi tới bên cạnh Cố Doãn Chi, thấp giọng nói, ba, thật ra người không giống nhau, đối với truy cầu nhân sinh cũng sẽ không giống. Từ vài chuyện này cho thấy, Minh Kiện không thích hợp kinh thương, Giai Đồng đi rồi, hắn cũng muốn gánh vác trách nhiệm gia đình, hắn cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho nên mới sẽ trở nên cấp tiến như vậy. Cố Doãn Chi nói, nó có cái bản lĩnh kia sao? Cố Dưỡng Dưỡng cùng ngày buổi trưa tìm được anh trai Cố Minh Kiện, anh em hai người gặp mặt tại quán cà phê gần Nam Lâm Tự, biểu tình của Cố Minh Kiện có chút tiểu tụy, mấy ngày này tâm của hắn cũng không được khá giả, nâng ly cà phê uống một ngụm nói, tìm anh có chuyện gì? Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh, em nghĩ anh có phải là tìm ba nói chuyện không? Nói chuyện gì, ở trong lòng hắn tôi là một phá sản tử một người vô dụng của phế vật, ta đi tìm hắn, không phải chủ động tìm mắng sao? Cố Dưỡng Dưỡng nhẹ giọng thở dài nói, ca, ba chửi cũng là cho ngươi được, nhà máy thuốc bị ngươi làm thành cái này phó hình dạng, hắn lại có thể nào không tức giận. Cố Minh Kiện nói, khẩu khí của em hình như là, tất cả trách nhiệm đều là do anh, em có thấy hay không, từ khi anh đi tới nhà máy thuốc, những người này đều đối nghịch anh, đầu tiên là Thường Hải Thiên từ chức, sau đó đám nhân viên quản lý từ chức tập thể, là tôi đối với bọn họ không tốt. Cố Minh Kiện lắc đầu nói, không phải, là bọn họ đều có dị tâm. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh quá cực đoan, nhiều người như vậy trước sau rời nhà máy thuốc đi, vì sao anh không lo lắng đến nguyên nhân bản thân? Vì sao luôn luôn đem trách nhiệm đổ lên trên người của người khác? Cố Minh Kiện nói, anh có cái gì sai? Thường Hải Thiên rời nhà máy thuốc đi đi làm nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe, em biết hắn lôi đi bao nhiêu khách hàng cố định của chúng ta. Trước khi hắn đi, còn lãnh mấy triệu trong sổ sách, số tiền này hắn dựa vào cái gì mà lấy? Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh ấy có lôi khách hàng của chúng ta đi hay không em không biết, thế nhưng số tiền kia là chị lưu lại cho anh rể, là anh ấy nên có. Anh rể, hắn là anh rể của ai? Cho tới nay hắn đều lừa dối tình cảm của chị, biểu hiện ra bộ mặt tình thánh, nhưng này vừa hài cốt của chị còn chưa kịp lạnh, hắn không phải lại đi đính hôn. Em còn coi hắn là người tốt, hắn căn bản là một ngụy quân tử, hắn lừa dối tình cảm cả nhà chúng ta. Cố Dưỡng Dưỡng cả giận nói, anh không được vũ nhục anh ấy. Cố Minh Kiện nói, em và ba đều hồ đồ như nhau, đều bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp, nhà máy thuốc là sự nghiệp của chị lưu lại, anh cực cực khổ khổ làm vì cái gì? Còn không phải là vì không cho nhà máy thuốc sụp đổ. Cũng không phải muốn sự nghiệp của chị tiếp tục, các người nói anh bán thuốc giả, nhưng này việc này trước đó anh cũng không biết, chuyện tình nếu đã xảy ra, anh chỉ có thể tự mình cố gắng lớn nhất đem ảnh hưởng khống chế. Lẽ nào tôi muốn đem chuyện tình đổ vỡ ra? Phương pháp xử lý của các người hiện tại không phải như nhau sao? Muốn đem chuyện tình khống chế lại, chuyện này chỉ cần lộ ra ngoài, nhà máy thuốc liền tiêu đời, dựa vào cái gì các người có thể làm như vậy? Mà anh lại không thể. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh luôn miệng nói mình không sai, thế nhưng vậy tiền đâu? Anh lợi dụng thuốc giả kiếm được 6-7 triệu đâu? Hiện tại chính là lúc nhà máy cần dùng tiền nhất, ba lớn tuổi như vậy. Còn muốn đứng ra đi cầu người cho vay,
sao anh có thể ngồi yên mặc kệ? Anh, nếu như anh thật sự còn muốn về cái nhà này, thì đem tiền trả về, trợ giúp nhà máy thuốc vượt qua nguy cơ, chúng ta là người một nhà, ba tuy rằng tức giận, thế nhưng em tin tưởng ba sẽ không thật sự hận anh. Biểu tình của Cố Minh Kiện có chút buồn bã, thấp giọng nói, anh đem tiền đầu tư địa ốc, hiện tại đối phương đem tiền đặt cọc trốn đi, anh cũng tìm không được người. Cố Dưỡng Dưỡng cắn cắn môi anh đào nói, anh, em và anh cùng đi tìm ba, anh đem tất cả nói rõ ràng với ba đi. Cố Minh Kiện lắc đầu nói, không cần, ba vĩnh viễn sẽ không hiểu anh. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh, chị đi rồi, trong nhà chỉ còn lại ba chúng ta, ba hy vọng cả nhà chúng ta hòa thuận, lẽ nào anh không thể thông cảm tâm của ba một chút sao? Cố Minh Kiện cắn môi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Dưỡng Dưỡng, trong mắt ba, anh vĩnh viễn đều là một thằng con trai bất tài. Quyền quản lý của nhà máy thuốc anh đã giao ra, hy vọng em có thể đem nhà máy thuốc kinh doanh tốt lên, giúp anh nói với ba một tiếng xin lỗi. Cố Minh Kiện nói xong thì đứng lên đi ra ngoài quán cà phê. Cố Dưỡng Dưỡng nói, ca, vô luận cô ấy thế nào hô hoán, Cố Minh Kiện cũng không có quay đầu lại. Cố Minh Kiện đi ra ngoài quán cà phê, đang chuẩn bị lên xe, nhưng thấy một chiếc xe Jeep dừng lại đối diện đường cái, trên xe bước xuống vài người, một người bên trong là Liễu Nghiễm Dương. Từ sau khi Cố Minh Kiện bị đoạt quyền quản lý, thằng nhãi này cũng mất tích, Cố Minh Kiện gọi cho hắn liên tiếp mấy cú điện thoại, hắn cũng không tiếp, khối đất Cố Minh Kiện đầu tư vào chính là hắn giới thiệu, Cố Minh Kiện đi nhanh qua, túm lấy Liễu Nghiễm Dương. Liễu Nghiễm Dương sửng sốt một chút, xoay người, thấy là Cố Minh Kiện, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, Minh Kiện à, tôi còn tưởng là ai? Dọa tôi hết hồn. Cố Minh Kiện nói, anh theo tôi đến đây, tôi có lời hỏi anh. Liễu Nghiễm Dương vẫn là vẻ mặt nụ cười nói, có chuyện thì ở chỗ này nói, những người này đều là bạn bè tôi, không có người ngoài. Ba gã đàn ông bên cạnh tất cả đều là thân cao thể tráng, từ cách ăn mặc của bọn họ mà xem cũng không phải là người đứng đắn gì. Cố Minh Kiện gật đầu nói, được, Quách Sinh Nguyên đi đâu? Sao tôi không liên hệ được hắn? Liễu Nghiễm Dương nói, Minh Kiện, cậu không liên hệ được hắn, tôi làm sao có thể liên hệ? Cố Minh Kiện cả giận nói, là anh giới thiệu hắn cho tôi nhận thức, lúc trước hắn cho tôi tài liệu của khối đất này, tất cả đều là giả tạo, hắn là một tên lừa đảo. Liễu Nghiễm Dương giả vờ giật mình nói, hắn là một tên lừa đảo. Minh Kiện, thật vậy chăng? Vậy phiền phức rồi, tôi thật sự không biết. Cố Minh Kiện phẫn nộ hét lớn, anh không biết, anh đem hắn giới thiệu cho tôi, là anh nói hắn đáng tin không có việc gì, nếu không sao tôi đem 10 triệu ra đầu tư khối đất kia. Tiền của tôi đâu? Hắn nắm áo của Liễu Nghiễm Dương túm lại. Liễu Nghiễm Dương nói, cậu buông tay, Quách Sinh Nguyên lừa tiền của cậu, liên quan gì đến tôi? Các người đều là một đám lừa đảo, các người tất cả đều là lừa đảo. Cố Minh Kiện đỏ mắt. Liễu Nghiễm Dương cố sức hất tay hắn ra, ba gã xung quanh cũng vây đến đây, vài người hợp lực đem Cố Minh Kiện buông ra một người bên trong đấm một cái vào bụng của Cố Minh Kiện, đánh cho Cố Minh Kiện cong người lại, thống khổ ho khan. Liễu Nghiễm Dương nói, làm gì? Đừng động thủ, đều là người một nhà. Minh Kiện, cậu có phải là hồ đồ không? Lại nói tiếp, là cậu thiếu tiền của tôi mới đúng, tiền lương tháng này cậu còn chưa có trả cho tôi. Còn nữa, lúc trước cậu đáp ứng cho tôi 5% cổ phần của nhà máy thuốc, hiện tại cũng không thấy đâu, cậu lại có thể nói ngang, cậu có lương tâm hay không vậy? Cố Minh Kiện căm tức nhìn Liễu Nghiễm Dương, ánh mắt của hắn khiến cho Liễu Nghiễm Dương cực sợ, Liễu Nghiễm Dương chuẩn bị rời đi. Không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, Cố Minh Kiện giống giận vọt tới, một gã to con muốn ngăn cản hắn, bị hắn đấm một quyền trên mặt, đánh cho tên kia hộc máu mũi ra, như vậy hành vi của Cố Minh Kiện đã hoàn toàn khơi dậy phẫn nộ của đám người này, bọn họ cùng lao lên, vây bắt Cố Minh Kiện quyền đấm cước đá, đem Cố Minh Kiện đánh ngã xuống đất. Một giọng nữ phẫn nộ vang lên, không được đánh anh của tôi. Chương 944, trách nhiệm. 1. Cố Dưỡng Dưỡng xuất hiện tại đối diện đường. Cô ấy tại trong quán cà phê thấy được cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng từ bên trong vọt ra, Cố Dưỡng Dưỡng coi như là một trong các đệ tử thân truyền của Trương Dương, tránh thoát cú đấm của một gã, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng mặt của đối phương, làm tên kia kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, cô ấy nâng Cố Minh Kiện bị đánh mặt mũi bầm dập trên mặt đất dậy, Dương Dương nói, anh. Ba gã kia còn muốn đánh Cố Minh Kiện, Liễu Nghiễm Dương ngăn cản bọn họ, bỏ đi, đừng chấp nhất tên phế vật này, mẹ nó. Cứ tưởng mình là ông trời, lúc ông già mày còn tại chức thì người khác kính mày, hiện tại ông già mày đã về hưu, mày trong mắt bọn tao căn bản là không đáng một đồng tiền, phế vật, tao mẹ nó dẫm chết mày cũng giống như dẫm chết một con dẹp.
Liễu Nghiễm Dương ác độc chửi bới, hắn mắng xong trong lòng thoải mái rất nhiều, xoay người nghênh ngang đi. Bởi vì đau đớn, cơ mặt của Cố Minh Kiện vặn vẹo, khiến cho mặt của hắn có vẻ dữ tợn dị thường, Cố Dưỡng Dưỡng rất sợ hắn lại gây sự, liều mạng nắm hắn, nhưng vẫn bị hắn giãy ra, Cố Minh Kiện giận dữ hét, tao giết chết tên súc sinh này. Ánh đao lạnh thấm xương xuất hiện, Cố Minh Kiện rút ra một con dao mang theo tùy thân, hắn liều lĩnh phóng về phía Liễu Nghiễm Dương. Liễu Nghiễm Dương thấy Cố Minh Kiện rút đao, sắc mặt cũng thay đổi, Cố Minh Kiện một đao không đâm trúng Liễu Nghiễm Dương, chỉ là làm bị thương cánh tay hắn. Một gã to con nhân cơ hội nắm tay của Cố Minh Kiện, bẻ một cái, Cố Minh Kiện cầm không được đao, leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất, ngay sau đó một cái quyền nện trên mặt của hắn, đánh cho Cố Minh Kiện ngã xuống đất, mấy tên này còn muốn vây đi, Cố Dưỡng Dưỡng lại dũng cảm vọt ra, vì anh ngăn trở quyền cước của đối phương. Cố Minh Kiện giết đỏ cả mắt rồi, hắn thấy thanh đao cách đó không xa, lần thứ hai cầm lên, ác đao lần thứ hai vọt tới, một đao đâm về hướng bụng của Liễu Nghiễm Dương, nhưng lúc này, thân thể của Cố Dưỡng Dưỡng bị người đẩy qua, Cố Minh Kiện nghe được tiếng thét chói tai của em gái, khi hắn phản ứng được, đao trong tay đã đâm vào bụng của Dưỡng Dưỡng. Tất cả mọi người sửng sốt, Liễu Nghiễm Dương là người đầu tiên có phản ứng, hắn run giọng nói, đi mau, đi mau. Cố Dưỡng Dưỡng sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, cô ấy ôm bụng, máu tươi từ vết thương của cô ấy chảy ra. Cố Minh Kiện choáng váng, hắn đâm bị thương em gái của mình, sợ hãi không hiểu bao phủ nội tâm của hắn. Cố Minh Kiện đi về phía trước, thấy Dưỡng Dưỡng mấp máy môi, tựa hồ cô ấy muốn nói cái gì, nhưng không phát ra bất luận âm thanh gì. Dưỡng Dưỡng, Cố Minh Kiện dưng dưng nói. Lúc này xa xa truyền đến âm thanh còi cảnh sát, Cố Minh Kiện cắn cắn môi, trong nháy mắt hắn làm ra một quyết định cực kỳ hoang đường, hắn xoay người chạy về hướng ô tô của mình, liên tiếp đánh máy 3 lần, sau đó lái ô tô chạy về phương xa. Cố Dưỡng Dưỡng cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình đang dần lạnh xuống. Cổ họng của cô ấy phát ra âm thanh yếu ớt anh. Lúc Trương Dương nhận được điện thoại của Khương Lượng, cả người bởi vì khiếp sợ mà đứng đơ ra, một lát sau, hắn mới có phản ứng, mặc đồ vào đi ra bên ngoài, bởi vì hắn sợ Cố Doãn Chi nghe được. Trương Dương hạ giọng nói, Khương Lượng, anh nói rõ cho tôi, Dưỡng Dưỡng. Dưỡng Dưỡng cô ấy làm sao? Lúc Trương Dương nói những lời này, cảm giác mũi ê ẩm, nước mắt thiếu chút nữa không nhịn được rơi xuống, ở trong lòng hắn Dưỡng Dưỡng là Nhu Thuận. Là một cô gái vừa thấy liền thương, rốt cục có người tàn nhẫn nào lại ra tay với cô ấy như thế. Khương Lượng nói, đang cấp cứu, tình huống cụ thể còn chưa biết. Trương Dương nói, tôi lập tức đi qua. Khép điện thoại lại, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, chuyện Cố Dưỡng Dưỡng bị đâm hắn không thể không nói với Cố Doãn Chi, thế nhưng hắn lại sợ Cố Doãn Chi không chịu đựng được đả kích như vậy, tới trước mặt Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi từ biểu tình trầm trọng của hắn đã ý thức được liễu cái gì, vô cùng kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì. Trương Dương cắn cắn môi nói, ba, con nghĩ chúng ta phải lập tức trở về Giang Thành. Lúc Trương Dương và Cố Doãn Chi chạy tới Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, Cố Dưỡng Dưỡng vẫn đang tiến hành giải phẫu cấp cứu. Ngoài phòng giải phẫu, Hồ Nhân Như, Triệu Tân Hồng cùng lãnh đạo nhà máy thuốc đều tới, cảnh sát cũng tới không ít người, Khương Lượng vẫn đều ở đây chờ. Trên đường Trương Dương cũng không có đem tình hình thực tế nói cho Cố Doãn Chi, nhưng Cố Doãn Chi từ các loại biểu hiện trên của hắn đã đoán được chuyện tình nhất định nghiêm trọng, đợi đến bệnh viện, nghe nói con gái có nguy hiểm tính mạng. Kiên cường như Cố Doãn Chi cũng không chịu được áp lực tâm lý thật lớn như vậy, hai chân ông mềm nhũn, hầu như ngồi gục trên mặt đất, may mà Trương Dương và Hồ Nhân Như đúng lúc đỡ ông, Cố Doãn Chi nắm cánh tay của Trương Dương, cứu Dưỡng Dưỡng, con nhất định phải cứu Dưỡng Dưỡng. Trương Dương gật đầu, cho Hồ Nhân Như trước đưa Cố Doãn Chi đi phòng nghỉ chờ. Khương Lượng đi tới bên cạnh của hắn, thấp giọng nói, Tả viện trưởng và Vu giáo sư đích thân giải phẫu cho Dưỡng Dưỡng. Trương Dương nói, tôi đi xem. Cố Dưỡng Dưỡng bị đâm trúng gan, làm xuất huyết rất nhiều, Vu Tử Lương và Tả Ủng Quân liên thủ cắt bỏ và cầm máu vài bộ phận cho cô ấy. Lúc Trương Dương tiến vào phòng giải phẫu đã gần xong, Vu Tử Lương đem nhiệm vụ khâu lại giao cho Tả Ủng Quân. Đi ra ngoài phòng giải phẫu, gặp Trương Dương, ông cởi khẩu trang ra, hướng Trương Dương gật đầu nói, tới rồi à, cũng may, cấp cứu đúng lúc, mạng này rốt cuộc được bảo vệ. Trương Dương như chút được gánh nặng nói, cảm ơn, cảm ơn. Vu Tử Lương vỗ vỗ đầu vai hắn nói, giữa chúng ta không cần cảm ơn, bệnh nhân còn phải qua một thời gian mới có thể tỉnh lại, cậu muốn đi nhìn cô ấy không? Trương Dương lắc đầu, hiện tại muốn nhanh chóng đem tin tức bình an của Cố Dưỡng Dưỡng nói cho Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi biết được tin tức con gái vượt qua nguy hiểm,
vành mắt có chút đỏ lên, hơn phân nửa cuộc đời ông ngang dọc quan trường, nhưng đến bây giờ mới cảm thấy mình là bất lực và yếu đuối như vậy, Cố Doãn Chi còn không biết một chân tướng. Khương Lượng lặng lẽ đem Trương Dương gọi vào một bên, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói cho tôi biết, ai làm. Khương Lượng thở dài nói, Cố Minh Kiệt. Trương Dương khó có thể tin tưởng cái lỗ tai của mình, cái gì? Khương Lượng nói, căn cứ theo những người đứng xem nói, lúc đó Cố Minh Kiệt và Liễu Nghiễm Dương cùng vài người xảy ra xung đột, bọn họ vây đánh Cố Minh Kiệt, Cố Dưỡng Dưỡng thấy anh bị đánh, xông lên đi bảo vệ hắn, Cố Minh Kiệt nóng máu điên đầu, rút đao muốn ám sát Liễu Nghiễm Dương, trong quá trình xung đột, hắn một đao đâm nhầm vào Cố Dưỡng Dưỡng. Trương Dương cả giận nói, thằng chó, tôi không thể không làm thịt hắn. Khương Lượng nói, tên nhóc này cũng đủ khốn nạn, một đao đâm em gái thành như vậy, lại có thể sợ gánh chịu trách nhiệm, từ hiện trường bỏ trốn mất dạng, nếu như không phải cảnh sát chạy tới đúng lúc, làm lỡ trị liệu, Dưỡng Dưỡng chỉ sợ cũng mất mạng. Hắn vỗ vỗ vai của Trương Dương nói, tôi cho Đỗ Vũ Phong dẫn người đi bắt bọn họ, tin tưởng bọn họ đều chạy không thoát. Đúng lúc này Đỗ Vũ Phong gọi điện thoại đến đây, nói đã bắt được Liễu Nghiễm Dương và ba gã đồng bọn của hắn, Trương Dương nói, tôi đi tìm hắn. Khương Lượng biết tính tình của hắn, khuyên nhủ cậu đừng nóng giận, chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Trương Dương nói, tôi phải muốn đích thân hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc có phải là như anh nói không? Chương 945, trách nhiệm. 2. Liễu Nghiễm Dương không ngờ rằng Trương Dương đã ở trong phòng thẩm vấn, thấy vẻ mặt sát khí của Trương Dương, hắn không khỏi có chút kinh hoàng, đứng dậy hướng về phía Đỗ Vũ Phong nói, cảnh quan hắn. Hắn không phải công an, anh đây là công khai làm trái với kỷ luật, coi chừng tôi kiện anh. Đỗ Vũ Phong nói, mày muốn kiện cứ đi kiện, nhìn mọi người là tin mày hay là tin tao. Trương Dương đi qua không nói hai lời, nắm áo của Liễu Nghiễm Dương đấm vào cái miệng của hắn, đánh cho Liễu Nghiễm Dương máu mũi chảy dài. Liễu Nghiễm Dương kêu thảm thiết nói, lạm dụng tư hình, các người là công an, sao có thể lạm dụng. Trương Dương đã túm hắn lên như diều hâu bắt con gà con, hung hăng đấm vào trên vách tường. Đỗ Vũ Phong cũng thấy có chút không ổn, thấp giọng nói, bạn thân, kiềm chế chút. Trương Dương cười lạnh nói, không có việc gì, tôi giết chết hắn rồi dùng nước hủy thi, bảo quản không để lại vết tích. Liễu Nghiễm Dương sắc mặt đều thay đổi, tôi con mẹ nó không có giết người, các người tìm tôi làm gì. Trương Dương bóp cái cổ của hắn nói, một đao của Cố Dưỡng Dưỡng có phải là mày đâm. Liễu Nghiễm Dương kêu khổ không thôi nói, không liên quan đến tôi. Là Cố Minh Kiện đâm cô ấy, oan uổng quá, tôi vẫn đều là công dân tốt. Trương Dương đấm một quyền vào bụng của hắn, đánh cho Liễu Nghiễm Dương con người như con tôm luộc, ho khan hồi lâu mới nói, anh đánh chết tôi cũng không thừa nhận, chuyện này thật không phải tôi làm. Đỗ Vũ Phong gật đầu với Trương Dương, thấy Liễu Nghiễm Dương không nói sai tình huống. Trương Dương nói, cho dù không phải mày làm của, cũng có quan hệ với mày, tôi nói cho mày biết Liễu Nghiễm Dương. Mọi việc ngày hôm nay liên quan đến chuyện này người đều là do mày gây ra. Liễu Nghiễm Dương vẻ mặt cầu xin nói, anh bắt tôi đánh tôi để làm gì, Cố Minh Kiện phát rồ, hắn ngay cả em ruột cũng đều giết, các người không đi bắt hắn, tìm tôi làm gì. Đỗ Vũ Phong nói, Cố Minh Kiện vì sao muốn giết mày. Liễu Nghiễm Dương nói, tôi sao biết, tiền của hắn bị người ta lừa, đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên đầu của tôi, tìm tôi đòi tiền, tôi làm gì có tiền cho hắn. Hắn nghe nói tôi không có tiền, liền phát hỏa, rút đao ra muốn giết tôi, may là bên cạnh tôi có vài người bạn, mọi người giúp tôi cùng nhau đánh ngã hắn, chúng tôi rốt cuộc chỉ là phòng vệ, nhưng hắn giết đỏ cả mắt, nhặt đao lên lại muốn đâm chết tôi, ai ngờ em gái hắn vọt ra, hắn thu tay không kịp, một đao này đâm lên trên người em gái hắn, tôi xin thề tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nếu như tôi nói láo một câu, trời cho sét đánh, tôi quyết không đổi ý. Liễu Nghiễm Dương là một tên vô lại. Thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu can đảm, bị Trương Dương đánh đấm liên tục, Đỗ Vũ Phong lại ở bên cạnh nửa thật nửa giả cổ vũ, chỉ chốc lát sau phòng tuyến của Liễu Nghiễm Dương đã hoàn toàn tan vỡ, hắn đem chân tướng chuyện tình từ đầu chí cuối nói ra, thì ra Cố Minh Kiện được hắn giật dây, tổng cộng bỏ ra 10 triệu đồng, từ trong tay thương nhân Quách Sinh Nguyên mua một khối đất của Kinh Thành, khối đất kia Cố Minh Kiện khảo sát qua nhiều mặt, cho rằng rất có tiền cảnh phát triển. Thế nhưng hắn không biết Quách Sinh Nguyên là một tên lừa đảo. Sau khi đặt tiền cọc xong, Quách Sinh Nguyên liền bốc hơi khỏi nhân gian, chờ khi Cố Minh Kiện cầm hai phần hiệp nghị ký kết đi tìm, mới phát hiện ra là Quách Sinh Nguyên không giả, thế nhưng khối đất mà hắn bán cho Cố Minh Kiện trước đó đã bán cho người khác, một khối đất bán cho vài nhà, 10 triệu của Cố Minh Kiện cũng thành gà bay trứng vỡ,
bởi vậy mà hắn cũng phát cuồng. Liễu Nghiễm Dương nói, Quách Sinh Nguyên là tôi giới thiệu cho hắn không sai, thế nhưng tôi cũng không biết Quách Sinh Nguyên là một tên lừa đảo, Cố Minh Kiện tìm tôi đòi tiền, tôi tìm ai? Hắn còn thiếu tôi tiền lương chưa đưa. Trương Dương cười lạnh nói, tiền lương, mày con mẹ nó thật đúng là dám nói, dùng dễ bản lam pha nước uống giả mạo thuốc pha nước uống kháng bệnh độc cũng là chủ ý của mày nghĩ ra. Mày tạo thành bao nhiêu tổn thất cho nhà máy thuốc, tao còn chưa tìm mày tính sổ, hiện tại lại còn có thể mở miệng đòi tiền lương. Liễu Nghiễm Dương nói, chuyện này cũng không tại tôi, Cố Minh Kiện là người quyết định, nếu như hắn không gật đầu, không ai dám làm như thế, hiện tại chuyện tình ầm ĩ ra, dựa vào cái gì bắt tôi làm bia đỡ đạn. Trương Dương nói, lý do thật nhiều, tao liếc mắt là biết mày không phải người tốt, cho dù một đao kia là Cố Minh Kiện đâm, bọn mày không một người có thể thoát can hệ, mẹ kiếp. Toàn bộ con mẹ nó chờ cho tao, chờ tao bắt được Cố Minh Kiện rồi xử lý bọn mày. Trương Đại Quan Nhân nói xong phẫn nộ tát một cái vào lỗ tai hắn. Liễu Nghiễm Dương bị đánh khổ không nói nổi, chỉ ngóng trông thằng nhãi này nhanh chóng rời đi, vất vả chờ Trương Dương đi, hắn lau lau vết máu khóe môi hướng Đỗ Vũ Phong nói, tôi muốn kiện. Hắn không phải công an, dựa vào cái gì tới thẩm vấn tôi? Các người đây là lấy việc công làm việc tư. Đỗ Vũ Phong nói, kiện à, được, vậy tao đem mày thả ra, mày có tin rằng bây giờ tao thả mày ra, mày sống không được đến buổi sáng ngày mai hay không? Liễu Nghiễm Dương vẻ mặt không tin, anh đừng làm tôi sợ. Đỗ Vũ Phong nói, Trương Dương là thật sự phát hỏa, đám lưu manh bọn mày gây ra tai họa lớn như vậy, cho rằng như vậy là đủ. May là bọn mày rơi vào trong tay của bọn tao trước, nếu như trước bị Trương Dương tìm được, nếu hắn không đem hai chân của mày cắt đứt, tao cùng họ với mày. Liễu Nghiễm Dương sợ đến dùng mình một cái, đối với ác danh của Trương Dương hắn không chỉ một lần nghe nói qua, cái khác không nói, chỉ cần là vừa rồi Trương Dương có thể nghênh ngang tiến vào phòng thẩm vấn đánh hắn một trận mà xem người này quả thật rất lợi hại. Lúc Trương Dương đang chuẩn bị lật tung thế giới tìm kiếm Cố Minh Kiện lại có thể gọi tới điện thoại của hắn. Trương Dương vừa nghe đến âm thanh của Cố Minh Kiện, nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hét, Cố Minh Kiện, mày còn có phải là con người không? Lại có thể dùng đao đâm bị thương em gái ruột của mày. Cố Minh Kiện trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở nói, Trương Dương, dưỡng dưỡng. Em ấy thế nào, em ấy có chuyện hay không? Trương Dương cả giận nói, mày còn có mặt mũi hỏi. Mày đâm bị thương cô ấy, lại có thể mặc kệ cô ấy, một mình chạy thoát. Cố Minh Kiện nói, tôi sợ, tôi có lỗi dưỡng dưỡng. Lúc đó cảnh sát tới, tôi biết cảnh sát nhất định sẽ cứu cô ấy, Trương Dương, van cầu anh, nói cho tôi biết, dưỡng dưỡng thế nào. Em ấy có chuyện hay không? Trương Dương nói, Cố Minh Kiện, lúc trước tao chỉ là cảm thấy mày cực đoan, thế nhưng ngày hôm nay tao mới biết được mày chính là một thằng khốn lãnh huyết và ích kỷ cực độ, muốn biết dưỡng dưỡng thế nào, tự mày đến đây nhìn cô ấy. Mày có phải là con người không? Có lương tâm hay không? Cố Minh Kiện còn muốn nói cái gì, Trương Dương đã giận dữ cúp điện thoại. Trương Dương cũng không có đem chuyện Cố Minh Kiện gọi tới nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Cố Doãn Chi bên trong, tâm tình hiện tại của Cố Doãn Chi đã đủ khó chịu, Trương Dương không muốn làm nặng thêm tâm của ông ấy. Lúc Trương Dương trở lại bệnh viện, Cố Dưỡng Dưỡng đã thức tỉnh, Cố Doãn Chi ngồi ở bên giường của con gái, nắm tay nhỏ bé của cô ấy. Nhìn mặt cười bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt suy yếu của cô ấy, nội tâm của Cố Doãn Chi đau như đao cắt. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn cha, nắm chặt tay của cha. Cố Doãn Chi nói, Dưỡng Dưỡng, con chịu khổ rồi, bà vĩnh viễn cũng không sẽ tha thứ cho tên xúc sinh kia. Chương 946, trách nhiệm, 3. Cố Dưỡng Dưỡng lắc đầu, suy yếu nói, 3. Ngàn vạn lần đừng trách anh ấy không phải cố ý của, anh ấy hiện tại khẳng định cũng rất hối hận. Ba đừng trách anh ấy, cả nhà chúng ta phải hòa sự hòa thuận. Cố Doãn Chi nghe được con gái nói như vậy, trong lòng càng khổ sở, vỗ vỗ bàn tay của con gái, nhẹ giọng nói, Dưỡng Dưỡng, con nghỉ ngơi đi, ba ở ngay bên cạnh con cùng con. Trương Dương đẩy cửa phòng ra đi đến, đem một bó hoa mua từ cửa hàng tới cắm ở trong bình hoa đầu giường. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn bó hoa tươi, cười cười nói, a, hoa đẹp quá. Trương Dương lấy ra một viên dược hoàn màu xanh nhét vào trong miệng của cô ấy, dược hoàn vào miệng liền có tác dụng, một cổ chất lỏng thanh lương theo cổ họng của Cố Dưỡng Dưỡng chảy xuống. Trương Dương nói, đây là hồi xuân hoàn do anh phối chế, có tác dụng khôi phục nguyên khí. Hắn lại đem một hộp thuốc mỡ đặt ở đầu giường, thuốc này có thể đặt ở trong tủ lạnh trước, 7 ngày sau lấy ra bôi lên mặt vết thương, bảo đảm khi vết thương của em lành sẽ không có dấu vết.
Cố Dưỡng Dưỡng nở nụ cười ngọt ngào, tuy rằng nụ cười vẫn vô cùng tái nhợt, nhưng có người con gái nào mà không thương cái đẹp. Cố Dưỡng Dưỡng sau khi bị thương thật ra lo lắng nhất cũng là lưu lại sẹo, nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh rể, võ công của em vẫn không được. Nếu không lần này sẽ không bị thương. Trương Dương cười nói, anh kêu em bình thường luyện nhiều, xem ra em nhất định là không nghe anh nói, lười biếng có phải không? Cố Dưỡng Dưỡng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ôn nhu nói, chờ em khỏe lại, nhất định sẽ khổ luyện võ công, học bảo vệ mình, không bao giờ để cho các người lo lắng nữa. Trương Dương biết cô ấy sau khi phẫu thuật còn suy yếu, không thích hợp nói nhiều, nhẹ giọng nói, em ngủ đi, buổi tối anh mang canh tới cho em. Cố Dưỡng Dưỡng mỉm cười gật đầu. Cố Doãn Chi đưa Trương Dương ra ngoài cửa, thấp giọng nói, có tìm được thằng xúc sinh kia hay không? Trương Dương lắc đầu nói, những người khác đều bắt được, riêng hắn là không tìm hắn, xem ra hắn hẳn là đã rời khỏi Giang Thành. Cố Doãn Chi buồn bã nói, ba vốn không nên tha cho nó, chuyện của nhà máy thuốc nên để cho nó gánh chịu trách nhiệm, chuyện này sẽ không phát sinh. Trương Dương nói, ba, chuyện tình nếu đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, con thấy hắn cũng rất hối hận rất sợ, lần này hẳn là vô tâm. Hắn cũng không phải muốn giải thoát trách nhiệm thay Cố Minh Kiệt. Nói như vậy mục đích là muốn trong lòng Cố Doãn Chi dễ chịu một ít. Cố Doãn Chi nói, nó đâm Dưỡng Dưỡng một đao có thể là vô tâm, thế nhưng mắt thấy em gái bị thương ngã xuống đất, nó lại bỏ rơi Dưỡng Dưỡng chạy thoát khỏi hiện trường, cái này căn bản là không có nhân tính. Trương Dương thật ra cũng rất căm tức đối với Cố Minh Kiệt, nếu như hiện tại để cho hắn bắt được Cố Minh Kiệt, hắn nhất định phải đánh cho thằng khốn này một trận, thế nhưng tại trước mặt Cố Doãn Chi hắn cũng không có biểu lộ ra. Trong lòng của Cố Doãn Chi đã rất khó chịu, hắn không muốn gánh vác của Cố Doãn Chi nặng thêm. Trương Dương nói, ba cũng phải bảo trọng thân thể, phương diện nhà máy thuốc, Hồ Tiểu Thư và Triệu xưởng trưởng đều nguyện ý chăm sóc cho Dưỡng Dưỡng, bên bệnh viện cũng phái hộ lý đến. Ba trở về nghỉ ngơi đi. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, Dưỡng Dưỡng thành như vậy, ba sao có thể yên tâm rời đi. Trương Dương nói, nếu không như vậy đi, con hỏi bệnh viện cho ba một phòng tại sát vách, Dưỡng Dưỡng có chuyện gì. Ba tùy thời đều có thể biết, ba xem như vậy có được hay không. Cố Doãn Chi gật đầu. Khi Trương Dương cáo từ, cũng không có lập tức rời bệnh viện, mà là đi tới phòng làm việc viện trưởng Thiếp Tạ Ủng Quân, vừa vặn Vu Tử Lương đã ở đây, hai người đang thảo luận phương án trị liệu của Cố Dưỡng Dưỡng. Thấy Trương Dương tiến đến, Tạ Ủng Quân cười chỉ ghế sofa đối diện nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống sofa, Vu Tử Lương đưa cho hắn một lọ nước, Trương Dương mở ra uống. Nói, ngày hôm nay nhờ có các người. Tạ Ủng Quân nói, cứu người là bổn phận của chúng tôi, lúc Cố Dưỡng Dưỡng đưa tới tình huống tương đối nguy cấp, tôi lo rằng ứng phó không được, cho nên mời Vu giáo sư tới. Vu Tử Lương nói, Tạ viện trưởng quá khiêm tốn, Cố Dưỡng Dưỡng là bị vỡ gan, ông hoàn toàn có thể ứng phó, chủ yếu là lo lắng đến Cố Bí Thư, cho nên mới biểu hiện ra thận trọng như vậy. Tạ Ủng Quân có chút ngượng ngùng cười cười, theo như lời của Vu Tử Lương đích thật là sự thật. Nếu như là bệnh nhân bình thường ngược lại dễ dàng hơn, bối cảnh thân phận của Cố Dưỡng Dưỡng khiến cho ông có rất nhiều cố kỵ khi làm phẫu thuật, cho nên không có cách nào tĩnh tâm để phẫu thuật. Ông làm viện trưởng quá dài, trong đầu nhiều tạp niệm lắm, không đơn thuần bằng lúc làm bác sĩ ngoại khoa, tuy rằng trình độ giải phẫu vẫn như trước, thế nhưng ứng biến trên xử lý lâm sàng lại kém hơn rất nhiều. Tạ Ủng Quân ngày hôm nay trong phòng giải phẫu đã ý thức được vấn đề này, ông phát hiện ra nghiệp vụ và công tác quản lý đã sản sinh mâu thuẫn. Xem ra sau này ông phải dành nhiều thời gian để quản lý hơn, về phần nghiệp vụ, với trạng thái hiện nay của ông đã không còn phát triển quá lớn nữa. Trương Dương nói, theo hai vị thấy, thương thế của Dưỡng Dưỡng thế nào? Vu Tử Lương nói, thương thế không vấn đề gì, cắt bỏ một phần gan, cần tĩnh dưỡng một thời gian, Trương Dương, chuyện sau đó, hẳn là cậu tới làm. Ông cũng rất lý giải đối với thần thông của Trương Dương. Trương Dương gật đầu, hắn đưa ra lời mời. Buổi tối chuẩn bị thiết yến biểu thị cảm ơn đối với hai người bọn họ, Vu Tử Lương xin miễn hảo ý của Trương Dương, tuy nói rằng làm bác sĩ ăn cơm của khách rất bình thường, thế nhưng quan hệ giữa ông và Trương Dương cũng không cần những cái hình thức này. Bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã nghe nói Cố Dưỡng Dưỡng bị đâm, cũng đi tới bệnh viện thăm cô ấy. Ông lần này đến đây chủ yếu là muốn biểu hiện tôn trọng đối với lãnh đạo tiền nhậm, Cố Doãn Chi biểu thị cảm ơn đối với việc Đỗ Thiên Dã đến đây, đồng thời cũng đưa ra thỉnh cầu. Hy vọng chuyện Cố Dưỡng Dưỡng bị thương không nên kinh động nhiều lãnh đạo, hiện tại ông chỉ là một người bình thường, hy vọng con gái có thể trị liệu trong một bầu không khí an tĩnh. Đỗ Thiên Dã rời phòng bệnh,
lúc đi tới bãi đỗ xe, thấy Trương Dương từ trong bệnh viện đi ra, ông vẫy vẫy tay hướng Trương Dương, Trương Dương không biết đang suy nghĩ cái gì, ngơ ngác xuất thần, không có thấy Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã kêu một tiếng, Trương Dương. Trương Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu thấy Đỗ Thiên Dã, đi qua, Đỗ Bí Thư. Đỗ Thiên Dã nói, tôi vừa rồi đi thăm Cố Dưỡng Dưỡng, tình huống của cô ấy đã ổn định. Trương Dương nói, may mà cứu đúng lúc. Đỗ Thiên Dã vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn cùng tiến lên xe với mình. Hai người ngồi xuống bên trong xe, Đỗ Thiên Dã hướng tài xế nói, đi canh Tân Hạc. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, canh Tân Hạc, có phải là nhà Tô Viện Viện? Đỗ Thiên Dã nói, mẹ của cô ấy sắp không được, lại không muốn đi bệnh viện, tôi đã sớm muốn nhờ cậu đi nhìn, thế nhưng hai ngày nay thấy cậu bận như thế, tôi không thể không biết xấu hổ mở miệng. Trương Dương thở dài nói, gần đây mọi việc đều không thuận, cái chuyện không may gì tất cả đều đến đây cùng một lúc, tôi có phải là Phạm Thái Tuế hay không? Đỗ Thiên Dã nói, cậu không Phạm Thái Tuế, cậu hiện tại rất êm đẹp. Nói đến đây ông dừng lại một chút nói, tên nhóc Cố Minh Kiện này sao không có trách nhiệm như thế? Cho dù là ngộ thương, thấy em gái ngã vào trong vũng máu sao có thể không để ý tới? Trương Dương nói, nhắc tới chuyện này tôi lại căm tức, nếu như để cho tôi bắt được hắn, tôi không đánh gãy chân hắn tôi không phải họ Trương. Đỗ Thiên Dã nói, tôi hỏi qua cục công an, nói Cố Dưỡng Dưỡng không thừa nhận là Cố Minh Kiện đâm bị thương mình. Chỉ nói là trong lúc vô tình, chính cô ta mất thăng bằng ngã trúng, làm mình bị thương. Trương Dương nói, tiểu nha đầu Dưỡng Dưỡng này quá thiện lương, bị thương thành như vậy cô ấy vẫn không muốn chỉ chứng anh của mình, đem tất cả mọi chuyện đều giữ lại trên người mình. Chương 947, trách nhiệm, 4. Đỗ Thiên Dã nói, sao hai anh em lại có thái độ làm người chênh lệch lớn như vậy? Trương Dương nói, Liễu Nghiễm Dương cùng mấy tên lưu manh kia không thể tha dễ dàng được, Dưỡng Dưỡng lần này bị thương tuy rằng không phải bọn họ trực tiếp tạo thành, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với bọn họ, nhất định phải cho bọn họ một bài học khắc sâu. Đỗ Thiên Dã nói, giao cho cục công an xử lý đi, tên nhóc cậu đừng hồ đồ, chuyện tình lúc đầu đã đủ phiền phức rồi, cậu bớt gây thêm phiền. Trương Dương nói thật, trong lòng tôi rất nghẹn khuất. Đỗ Thiên Dã nói, tôi biết, có chút chuyện cũng không phải cậu hay tôi có thể nắm trong tay. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã cùng nhau đi tới nhà của Tô Viện Viện, Trầm Tĩnh Hiền đã 3 ngày chưa ăn cơm, cả người hấp hối, Trương Dương tuy rằng không có hảo cảm gì đối với Trầm Tĩnh Hiền. Thế nhưng ngại mặt mũi của Đỗ Thiên Dã, vẫn cố mà bắt mạch chẩn bệnh cho bà ấy, ngón tay của Trương Dương đặt lên trên cổ tay khô của Trầm Tĩnh Hiền, sắc mặt xám xịt của Trầm Tĩnh Hiền tựa hồ có một ít thần thái, bà mở mắt, bỗng nhiên chụp lấy Trương Dương, bà ấy nắm rất chặt, thậm chí ngay cả móng tay đều cắm thật sâu vào da thịt của Trương Dương. Một bên Tô Viện Viện và Tô Quốc Trạch đồng thời kinh hô, Tô Viện Viện nói, mẹ! Mẹ làm gì vậy? Trầm Tĩnh Hiền nhìn thẳng Trương Dương, cậu không phải hắn. Cậu không phải. Ngoại trừ Trương Dương, không ai rõ ràng Trầm Tĩnh Hiền đang nói cái gì. Trương Dương nói, gì Trầm, bà xem rõ đi, tôi là Trương Dương. Trầm Tĩnh Hiền nói, cậu là con trai của Trương Giải Phóng, là con hắn. Từ những lời này của Trầm Tĩnh Hiền, Trương Dương có thể biết suy nghĩ hiện tại của bà ấy rất thanh tỉnh. Trương Dương nói, tôi không biết bà đang nói cái gì. Trầm Tĩnh Hiền thở dài nói, tôi có lời muốn nói riêng với cậu. Trương Dương không khỏi ngẩn ra. Tô Quốc Trạch và Tô Viện Viện đều có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, không biết mẹ muốn nói với hắn cái gì. Trong ấn tượng của bọn họ, mẹ và Trương Dương cũng không quen thuộc. Tô Quốc Trạch vẫn mang theo em gái cùng nhau rời khỏi phòng, Đỗ Thiên Dã cũng theo bọn họ cùng nhau đi tới trong sân. Tô Viện Viện có chút kỳ quái hỏi, mẹ vì sao muốn nói chuyện riêng với hắn? Đỗ Thiên Dã nói, có thể là muốn hỏi một chút bệnh tình của mình. Tô Quốc Trạch buồn bã thở dài một hơi, bệnh của mẹ hiển nhiên không lạc quan. Đã xuất hiện bệnh trạng thận suy kiệt, lại từ chối đi đến bệnh viện trị liệu, hắn trước đó mời một vị chuyên gia tới, vị chuyên gia kia cho rằng Trầm Tĩnh Hiền tối đa còn sống được vài ngày. Đợi những người khác đều rời khỏi, Trầm Tĩnh Hiền mới buông cánh tay của Trương Dương ra, thấp giọng nói, cậu là con trai của Trương Giải Phóng. Trương Dương cũng không giấu giếm nữa, gật đầu nói, phải. Trầm Tĩnh Hiền có chút vô lực nhắm hai mắt lại nói, tôi đã sớm đoán được. Trương Dương nói, đừng suy nghĩ nhiều, tôi kê cho bà một phương thuốc, bà nên dưỡng bệnh làm việc chính. Trầm Tĩnh Hiền nói, không cần phải quản tôi, cậu kê tôi cũng không uống, tình huống của tôi rõ ràng, tôi đã sớm chán ghét cực độ đối với thế giới này, với tôi mà nói, chết là một loại giải thoát. Trương Dương nói, con cái của bà đều rất quan tâm bà,
nếu như bà từ bỏ trị liệu, bọn họ sẽ rất khó chịu. Trầm Tĩnh Hiền lắc đầu nói, tôi sống trên đời một ngày chính là dằn vặt một ngày, ngay cả một ngày tôi cũng không muốn sống nữa. Với thủ đoạn của Trương Dương, hắn có nắm chắc kéo dài sinh mệnh của Trầm Tĩnh Hiền, thế nhưng đối mặt một người đã mất đi ý chí sống, cho dù hắn cũng bó tay. Trầm Tĩnh Hiền nói, lần trước lúc cậu tới, giả thành Trương giải phóng làm tôi sợ. Ý thức của tôi tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng một ít tình cảnh ngay lúc đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Trương Dương bị bà ấy vạch trần, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói, xin lỗi, lòng hiếu kỳ của tôi hơi lớn một ít. Trầm Tĩnh Hiền nói, tôi nói cho cậu một việc, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Trương Dương không nói chuyện, mơ hồ đoán được chuyện Trầm Tĩnh Hiền muốn nói có quan hệ với Tô Viện Viện. Trầm Tĩnh Hiền nói, cậu đi Tiểu Thạch Hoa thôn điều tra tôi có phải không? Trương Dương đáp, tôi lúc đó cũng không phải vì bà, tôi là vì điều tra Vương Quân Giao, không phải bà. Trầm Tĩnh Hiền nói, tôi lúc trước gọi là Trầm Lương Ngọc, lúc trước quả thật có theo đội đến Tiểu Thạch Hoa thôn, Vương Quân Giao, Hứa Thường Đức, Đồng Đức Chí, Trần Ái Quốc những người đó đều là thanh niên trí thức như tôi. Trương Dương nói, Trần Thiên Trọng đâu? Trầm Tĩnh Hiền nói, xem ra cậu tra được không ít chuyện, chuyện này đã qua rất nhiều năm, tôi là một người muốn chết, cũng không có gì không nói ra được. Nói đến đây bà ấy thở ra một hơi, mới tiếp tục nói, chuyện của tôi và Trần Thiên Trọng không quan hệ với những người khác, kiên quyết phản đối chúng tôi lui tới của là tôi của mẹ, lúc trước cha tôi bị hãm hại, ông ấy chịu không nổi các loại dằn vặt. Cuối cùng lựa chọn tự sát, mẹ của tôi từ đó cũng không thể đứng dậy được, tôi phải về Giang Thành chăm sóc bà ấy, lo lắng đến vấn đề hiện thực, tôi và Trần Thiên Trọng lựa chọn chia tay. Sau khi đến Giang Thành không lâu, tôi được người khác giới thiệu kết hôn với một người công nhân trung thực. Trương Dương nhìn Trầm Tĩnh Hiền, ánh mắt của Trầm Tĩnh Hiền không có nhìn hắn, từ đầu đến cuối nhìn thẳng bức tường phía trước mặt, giống như xung quanh không có bất luận người nào tồn tại. Trầm Tĩnh Hiền nói, sau khi kết hôn không lâu, hắn mắc trọng bệnh, tôi là một người đàn bà tai họa, phàm là người bên cạnh của tôi luôn không có kết cục tốt, tôi vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc chồng, thế nhưng khi tôi trở về Giang Thành, vấn đề công tác của ta chậm chạp không có tin tức, tôi cùng đường đành đi tìm Hứa Thường Đức. Khi đó hắn đã là xưởng trưởng của nhà máy Giang Thành, thấy tôi đến tìm hắn, biểu hiện của Hứa Thường Đức rất nhiệt tình, dù sao lúc trước chúng tôi đều là cùng đội đến Tiểu Thạch Hoa thôn, tôi nhờ hắn hỗ trợ tiến vào nhà máy, lúc đó hắn cũng không đáp ứng ngay, chỉ là nói sẽ tận lực đi làm, qua một thời gian, hắn quả nhiên giúp tôi làm tốt thủ tục vào nhà máy đi làm, bất quá. Biểu tình của Trầm Tĩnh Hiền tràn ngập thống khổ, hai tay của bà ấy nắm chặt tấm lót giường nói, sau đó tôi mới phát hiện hắn không có tâm tốt như vậy. Tất cả đều phải trả một cái giá lớn. Tuy rằng bà ấy không có nói rõ, thế nhưng Trương Dương đã rõ ràng, cái giá mà bà ấy phải trả lớn như thế nào, tại một thời đại náo động như vậy, một người phụ nữ cơ khổ bất lực như Trầm Tĩnh Hiền sống sót cũng không dễ dàng. Trương Dương đã xem qua ảnh chụp lúc còn trẻ của bà ấy và Vương Quân Giao đều là mỹ nữ khó gặp, có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc đủ màu đủ sắc, Hứa Thường Đức sinh ra tà niệm đối với bà ấy cũng không ngoài ý muốn. Bởi vậy Trương Dương càng khinh thường đối với thái độ làm người của Hứa Thường Đức. Trầm Tĩnh Hiền nói, sau đó tôi phát hiện mình mang thai, chồng tôi, sau khi hắn biết chuyện này không chịu nổi nhục nhã, uống thuốc độc tự sát. Tôi có lỗi với hắn, sau khi hắn chết không lâu, mẹ của tôi cũng vì bệnh qua đời, không còn có người gây trở ngại tôi và hắn ta lui tới. Hứa Thường Đức bình thường tới nhà của tôi hỗ trợ, tôi đã ở tiếp nhận hắn trong tiềm thức, trở thành tình nhân ngầm của hắn. Thế nhưng thiên hạ không có bức tường nào ngăn được gió, tài xế của Hứa Thường Đức Trương Giải Phóng đã biết chuyện này, hắn sưu tập không ít chứng cứ, cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này, thừa dịp một lần tới nhà của tôi hỗ trợ, hắn. Trương đại quan nhân trên mặt nóng dần lên, tuy rằng hắn không hề ấn tượng đối với ông cha già chưa từng gặp mặt này, thế nhưng dù sao cũng là con của người ta, không ngờ rằng ông cha già của mình làm ra loại hành vi cầm thú không bằng này, Trương đại quan nhân rất ngượng ngùng nhìn Trầm Tĩnh Hiền. Trầm Tĩnh Hiền nói, trong tay hắn có bằng chứng tôi và Hứa Thường Đức lui tới, lấy cái đó áp chế, tôi hận hắn, cũng không dám đem chuyện này lộ ra ngoài, mà khi đó Hứa Thường Đức tựa hồ nghe nói cái gì, hắn sợ sự tồn tại của tôi và con trai sẽ gây cho hắn ảnh hưởng không tốt, cho nên dần dần xa lánh tôi, Trương Giải Phóng tìm mọi cách dây dưa với tôi hận hắn, cho rằng tất cả của tôi đều là hắn tạo thành, cho nên trong một lần hắn uống say tới tìm tôi mời hắn ăn, bỏ thuốc trừ sâu vào trong rượu của hắn. Trương Dương hít một ngụm khí lạnh, hiện tại hắn đối mặt chính là hung thủ giết chết cha của hắn, thù giết cha, không đội trời chung, bất quá nhìn người đàn bà xương bọc ra, hấp hối này,
Trương đại quan nhân thực đã không dấy lên nổi bất luận trả thù chi tâm gì. Chương 948, cái thứ tình cảm này. 1. Trầm Tĩnh Hiền nói, bởi vì hắn sợ chuyện đến tìm tôi bị người khác biết, cho nên mỗi lần đều là len lén tới, lúc tôi quyết tâm giết hắn cũng đã chuẩn bị tốt đồng quy vu tận, nếu như chuyện tình bại lộ, tôi tự sát, mang theo con trai của Hứa Thường Đức cùng nhau tự sát. Cuộc đời của Trầm Tĩnh Hiền trải qua nhiều sóng gió như vậy, nghĩ ra phương pháp xử lý cực đoan như thế cũng không ngoài ý muốn. Bà ấy thở dài nói, có thể ông trời muốn cho tôi tránh được một kiếp, hắn chết ở trong ô tô, hơn nữa chỗ chết cũng là ở cửa nhà của hắn, cho nên không ai ngờ là tôi đã hạ thủ. Trương Dương tuy rằng không tận mắt chứng kiến chuyện này, thế nhưng nghe Trầm Tĩnh Hiền đem án mưu sát năm xưa kể lại, trong lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi lạnh. Trầm Tĩnh Hiền nói, tôi lúc đó đã không muốn sống, thế nhưng thấy con trai, tôi lại cảm thấy chết như thế thì nó quá đáng thương, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị tôi hủy diệt rồi. Thế nhưng từ bỏ cái chết, không bao lâu sau, tôi phát hiện mình lại mang thai, chồng tôi đã chết, Hứa Thường Đức cũng đã rất lâu chưa có tới lui với tôi, đứa nhỏ này chỉ có thể có một lời giải thích. Trương đại quan nhân đã sớm đoán được chuyện này, thấp giọng nói, bà nói là, Tô Viện Viện là chị của tôi. Âm thanh của Trầm Tĩnh Hiền đột nhiên trở nên sắc nhọn, không sai. Con bé là nghiệt chủng của Trương giải phóng lưu cho tôi, con bé cũng là chị của cậu. Trương Dương thở dài, hồng nhan bạc mệnh. Số phận của Trầm Tĩnh Hiền quả thật quá thê thảm. Trầm Tĩnh Hiền nói, từ ngày con bé hạ sinh tới nay tôi chưa từng đối tốt với con bé, thế nhưng đứa nhỏ này hiểu chuyện lắm, từ nhỏ đã hiếu thuận, dù cho tôi đối với nó không được, nó vẫn toàn tâm toàn ý thương tôi hiếu thuận tôi. Nói đến Tô Viện Viện, trên mặt của Trầm Tĩnh Hiền rốt cục lộ ra một tia hiền lành, bà ấy buồn bã nói, có thể con bé sinh ra, chính là vì thay tên xúc sinh kia trả nợ. Tên xúc sinh kia đương nhiên chính là chị ông cha của Trương Dương. Trầm Tĩnh Hiền nói, số làm quan của Hứa Thường Đức từng bước thăng chức, hắn hoàn toàn cắt đứt lui tới với tôi, chỉ là mỗi năm gửi tiền cho tôi, hắn cũng biết Tô Viện Viện không phải con gái của hắn, hắn gửi tiền cho tôi, mục đích là vì con hắn, tôi đem tiền hắn gửi tất cả đều giữ lại, một đồng cũng không có đụng vào, tôi nhất định sống trong thù hận của tôi giết chết Trương giải phóng, thế nhưng dằn vặt cũng là chính tôi, hai mươi mấy năm qua. Tôi không có một ngày sống khá giả. Trương Dương gật đầu, thù hận là một con dao hai lưỡi, tổn thương người khác đồng thời cũng sẽ tổn thương đến mình. Khi Quốc Trạch lớn lên, hắn chủ động liên hệ tôi một lần, hắn muốn giúp Quốc Trạch an bài một phần công tác thể diện, tôi từ chối, tôi không muốn Quốc Trạch phát sinh bất luận liên hệ gì với hắn, lúc hắn đi để lại một số tiền rất lớn, khi đó tôi biết, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Trầm Tĩnh Hiền nói, cơ thể của tôi cũng là một ngày không bằng một ngày, tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ chậm rãi chết đi, chết ở trong thù hận, thế nhưng một cú điện thoại ngoài ý muốn khiến cho tôi một lần nữa trở lại trong ác mộng. Chuyện của tôi và Hứa Thường Đức cũng không chỉ có Trương giải phóng biết, lúc đó trong nhà máy có một tuyên truyền viên gọi là Lý Đồng Dục, quan hệ của hắn và Trương giải phóng không tồi, Trương giải phóng trong một lần uống say, đem quan hệ của tôi và Hứa Thường Đức nói với hắn. Tôi không biết người này vì sao sau nhiều năm như vậy còn tìm được tôi, có thể là Trương giải phóng âm hồn không tiêu tan, Lý Đồng Dục kêu tôi bắt Viện Viện làm chứng giả, hắn muốn đẩy Trần Sùng Sơn vào chỗ chết. Chuyện đến bây giờ, Trương Dương đã hoàn toàn rõ ràng chân tướng, Trầm Tĩnh Hiền khi còn sống là thật đáng buồn không thể nghi ngờ, bà ấy phản kháng số phận, nỗ lực thay đổi số phận, thế nhưng vận mệnh của bà ấy đã định trước chỉ là một bi kịch. Trương Dương nói, bà có cảm thấy... làm như vậy đối với Tô Viện Viện rất tàn nhẫn hay không? Trầm Tĩnh Hiền gật đầu nói, tôi biết con bé thích Đỗ Thiên Giã, làm như vậy quả thật quá tàn nhẫn, tôi hủy diệt tình cảm của con bé, hủy diệt hy vọng của con bé, Lý Đồng Dục trả thù không chỉ có Trần Sùng Sơn, còn có tôi và con cái của tôi. Nói đến đây, bà ấy kịch liệt ho khan. Trương Dương vỗ vỗ lưng bà ấy, ý bảo không nên kích động. Trầm Tĩnh Hiền qua một hồi mới bình phục. Thở hồng hộc nói, hai ngày trước nghe được tin Lý Đồng Dục chết, sau này không còn có người uy hiếp tôi, nhưng tôi đột nhiên cảm giác được bao nhiêu năm qua mình vẫn đều sống hồ đồ. Người sắp chết nói lời cũng thiện, có thể là tôi muốn chết, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi một lòng muốn trả thù người khác, nhưng cuối cùng trả thù chỉ là bản thân tôi dằn vặt chính mình, dằn vặt con cái, tôi thậm chí còn chưa từng đối tốt với Viện Viện. Trương Dương nói, còn có cơ hội, chỉ cần bà có lòng tin. Thân thể nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp, bà có thể bù đắp tất cả của quá khứ. Trầm Tĩnh Hiền lắc đầu nói, quá muộn rồi. Tôi muốn thay đổi cái gì? Tôi cũng không muốn tiếp tục sống ở trong thù hận và dằn vặt chính mình. Trương Dương,
Việc này, tôi đặt ở trong lòng nhiều năm, chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại tất cả đều nói ra với cậu, trong lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Trương Dương nói, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ vì bà mà giữ bí mật này. Trầm Tĩnh Hiền nói, không sao cả, sau khi tôi chết, người khác nói cái gì tôi cũng nghe không được, chế nhạo tôi nhục mạ tôi đều không sao cả. Cô ấy vươn tay nắm cánh tay của Trương Dương, tràn ngập khẩn cầu nói, vô luận thế nào, viện viện đều là chị của cậu, đứa nhỏ này thiện tâm, quốc trạch tôi không lo lắng, tôi lo lắng nhất cũng là con bé, tôi lo lắng con bé sau này sẽ bị người khi dễ, đời này tôi có lỗi nhất cũng là con bé. Trương Dương, tôi biết tôi không tư cách cầu cậu, thế nhưng, tôi vẫn mặt dày nói một câu, chiếu cố cho chị của cậu, đừng để cho người khác khi dễ con bé, được không? Trương Dương nói, được. Nghe được hứa hẹn của Trương Dương, Trầm Tĩnh Hiền như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, bà ấy thấp giọng nói, cậu và Trương Giải Phóng khác biệt, cậu là một người không tồi. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ cái thân xác này, mình và Trương Giải Phóng có thể nói là không có bất luận cái quan hệ gì, từ những lý giải của hắn về Trương Giải Phóng, nhân phẩm của ông cha này cũng thật sự là quá tệ, thế nhưng người nếu đã chết, cũng sẽ không trách, Trương Đại Quan Nhân đối đãi người một nhà cho tới bây giờ đều là khoan dung. Hắn lại nghĩ tới một việc, nhẹ giọng nói, có chuyện tôi muốn hỏi bà, lúc trước các người cùng nhau ở tại Tiểu Thạch Hoa Thôn, Vương Quân Giao và Hứa Thường Đức là quan hệ gì? Trầm Tĩnh Hiền nói, cậu nói cô ấy. Trương Dương nói, Hứa Thường Đức có con trai gọi là Hứa Gia Dũng, vậy quan hệ của hai người là gì? Trầm Tĩnh Hiền nói, lúc tại Tiểu Thạch Hoa Thôn bọn họ là người yêu, Hứa Thường Đức rất thắm thiết đối với cô ấy, thế nhưng tâm của Vương Quân Giao quá lớn, cô ấy không cam lòng cả đời ở trong nghèo khó. Sau đó không biết cô ấy vì sao đi, không vài năm sau nghe nói cô ấy nhập cư trái phép đi nước ngoài. Về phần con trai của Hứa Thường Đức, tôi không rõ ràng lắm, thế nhưng có một chút tôi biết, vợ của Hứa Thường Đức không thể sinh con, đây là chính mồm hắn nói cho tôi biết. Trương Dương gật đầu. Trầm Tĩnh Hiền có chút mệt mỏi, bà ấy nhắm mắt lại nói, cần nói cho cậu, tôi đều nói xong, cậu có thể đi. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã vốn định rời đi, nhưng Tô Quốc Trạch thỉnh tình giữ hai người lại ăn. Vì vậy mọi người ở lại ăn canh gà một chút, Trương Dương trước đó với không tiếp xúc nhiều Tô Quốc Trạch, nương cơ hội này hắn cẩn thận quan sát Tô Quốc Trạch một chút, phát hiện đường viền bộ mặt của Tô Quốc Trạch và Hứa Thường Đức quả nhiên có vài phần tương tự, trên đời này ân ân oán oán thật sự khó nói, hắn quyết định đem bí mật Trầm Tĩnh Hiền nói cho hắn biết giấu dưới đáy lòng. Tô Quốc Trạch gần đây sinh ý làm không tồi, hiện tại sinh ý xe máy lớn, hắn cũng giữ độc quyền phân phối. Tô Quốc Trạch đầu tiên hướng hai người biểu thị cảm ơn. Hắn hướng Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, theo cậu thấy, tình huống của mẹ tôi thế nào? Trương Dương nói, thận của bà ấy đều xảy ra vấn đề, tình huống không lạc quan. Tô Quốc Trạch buồn bã nói cách khác không có hy vọng. Trương Dương ăn ngay nói thật nói, vấn đề then chốt nhất là bà ấy đã đánh mất dục vọng cầu sinh. Tô Quốc Trạch nói, tôi không biết bà vì sao như vậy. Thật vất vả lắm, sinh ý của tôi mới có chút khởi sắc. Tôi lúc đầu nghĩ muốn mang bà đi dạo chung quanh, thế nhưng... Trương Dương nói, tâm bệnh cần tâm dược trị, hai anh em các người có thời gian thì trò chuyện nhiều với bà ấy, có thể khiến cho bà từ bỏ ý niệm tìm chết trong đầu. Tô Quốc Trạch gật đầu nói, phiền phức cậu. Trương Dương nói, không cần khách khí, Tô Viện Viện là bạn tốt của chúng tôi. Đỗ Thiên Dã có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, trong lòng nói thằng nhãi này thành bạn tốt với Tô Viện Viện lúc nào. Trước khi đi... Trương Dương lại đóng gói một phần canh gà mái, mang qua cho Cố Dưỡng Dưỡng. Đi tới bệnh viện, Hồ Nhân Như ở trong phòng bệnh cùng Cố Dưỡng Dưỡng, thấy Trương Dương đến đây, Hồ Nhân Như không khỏi cười nói, sao trễ như thế mới đến đây? Dưỡng Dưỡng không ăn cơm, nói anh sẽ cho đưa cơm đến. Cố Dưỡng Dưỡng nghe cô ấy nói như vậy, mặt cười không khỏi có chút đỏ lên, em chỉ là không có muốn ăn. Trương Dương áy náy nói, bởi vì trên đường có chút việc cho nên chậm trễ. Hắn đem cái hộp đặt lên đầu giường. Cố Dưỡng Dưỡng nói, thơm quá. Trương Dương cười nói, canh gà mái, đặc biệt thơm ngon, anh không mang hộp theo, cho nên lấy luôn. Hồ Nhân Như mở hộp ra, mùi thơm bên trong nhất thời bay ra bốn phía. Cô ấy tìm chén nhỏ múc một chén, đút cho Cố Dưỡng Dưỡng uống. Cố Dưỡng Dưỡng uống canh gà ngon, len lén nhìn Trương Dương, trong lòng hạnh phúc tới cực điểm. Trương Dương nói, ba đâu? Hồ Nhân Như nói, tôi thấy ông ấy quá mệt mỏi, cho nên thay ông chăm sóc cho Dưỡng Dưỡng, để cho hắn đi nghỉ ngơi. Trương Dương gật đầu, thở dài nói, trong lòng ba khẳng định không dễ chịu. Cố Dưỡng Dưỡng nói, anh rể, em muốn cầu anh một việc.
Chương 949, cái thứ tình cảm này. 2. Trương Dương cười nói, cầu cái gì, có chuyện gì em cứ nói, chỉ cần anh có thể làm, nhất định tận lực đi làm. Hồ Nhân Như cười nói, yên tâm đi, chỉ cần là chuyện em nói ra, cho dù hắn làm không được cũng sẽ đi nỗ lực làm, hắn hiểu rõ nhất cũng là em. Hồ Nhân Như những lời này tràn ngập mùi vị mờ ám, mặt cười cố dưỡng dưỡng có chút nóng lên, thẹn thùng cau mũi khả ái. Trương đại quan nhân cổ quái nhìn Hồ Nhân Như, lời này không phải đang gây họa cho mình sao? Lẽ nào Hồ Nhân Như nhìn ra tình ý của cố dưỡng dưỡng đối với mình? Trương Dương nói, bất quá hiện tại nhiệm vụ của em là trước ăn cơm, cơm ăn xong, rồi cùng anh nói chuyện. Cố dưỡng dưỡng nhu thuận gật đầu, đem canh gà uống hết, Hồ Nhân Như đứng dậy đi múc chén khác. Cố dưỡng dưỡng nói, anh rể, em nói dối với cảnh sát, em nói là em tự mình làm bị thương. Trương Dương cười nói, em sợ chuyện này sẽ mang đến phiền phức cho anh của em. Cố dưỡng dưỡng nói, anh rể, em biết mọi người đều đang trách anh em, thế nhưng anh ấy thật sự không phải cố ý, anh ấy thấy em bị thương rất hối hận rất đau khổ. Anh ấy không muốn bỏ em lại bỏ chạy đâu, hiện tại anh ấy khẳng định rất khó chịu. Trương Dương nói, em muốn anh hỗ trợ hóa giải chuyện này, làm cho cảnh sát không truy cứu. Cố dưỡng dưỡng gật đầu. Trương Dương nói, hắn đến bây giờ cũng không dám đi ra gặp người, dưỡng dưỡng, anh biết em thiện lương, thế nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do khoan dung đối với hắn. Những năm gần đây, Minh Kiện từ đầu đến cuối đều là một đứa nhỏ không lớn, cực đoan, ích kỷ, nhu nhược, căn bản không có dũng khí gánh chịu trách nhiệm. Cố dưỡng dưỡng dịu dàng nói, nhưng anh ấy là anh của em. Trương Dương nói, anh biết, dưỡng dưỡng, em yên tâm, tôi sẽ không làm gì với hắn. Thế nhưng anh không bao giờ đem hắn trở thành bạn của anh, người thân của anh. Anh rể. Trương Dương vỗ vỗ bàn tay của cố dưỡng dưỡng, ôn nhu nói, từ từ dưỡng thương, tất cả sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đỗ Thiên Dã sáng sớm hôm sau nhận được tin Trầm Tĩnh Hiền chết, Trầm Tĩnh Hiền chết vì tự sát, tối hôm qua bà ấy đợi con cái ngủ, một người len lén uống hết lọ thuốc ngủ, chờ hai anh em Tô Quốc Trạch phát hiện tất cả đều đã muộn. Khi Đỗ Thiên Dã nghe nói chuyện này liền thông báo cho Trương Dương. Ông kêu Trương Dương cùng nhau đi qua với ông, nếu là lúc xưa, Trương Dương nhất định sẽ không đi, nhưng hiện tại hắn đã biết quan hệ giữa mình và Tô Viện Viện, cho dù Đỗ Thiên Dã không thông báo hắn, hắn cũng sẽ đi. Trương Dương lái chiếc xe mà Hồ Nhân Như mới mua, đi đến thị ủy đón Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã không muốn nhiều người biết, lần này ông đi phúng viếng chỉ do tính chất tư nhân. Đỗ Thiên Dã đi tới bên trong xe, thở dài nói, có người nói là tự sát. Tối hôm qua đang tốt đẹp sao lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Trương Dương nói, tâm tình của bà ấy vẫn đều rất không ổn định, thật ra cho dù không có chuyện tự sát này, bà ấy hẳn là cũng sống không đến nửa năm. Đỗ Thiên Dã nói, vô luận như thế nào đều không nên dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình chứ. Trương Dương yên lặng lái xe, trong lòng nhớ lại những chuyện mà Trầm Tĩnh Hiền trước đó nói cho hắn biết, hai anh em Tô Quốc Trạch và Tô Viện Viện huynh đại khái là vĩnh viễn cũng không sẽ đoán được thân thế của mình. Trầm Tĩnh Hiền nói không sai, khi bà ấy còn sống đều sống trong thống khổ và dằn vặt, tất cả hẳn là nên đến lúc kết thúc, để cho bà ấy đem theo thù hận vào mộ. Trầm Tĩnh Hiền tại trước khi chết nói cho hắn nhiều chuyện như vậy, là bởi vì bà ấy không yên lòng đối với Tô Viện Viện. Đỗ Thiên Dã nói cắt đứt trầm tư của Trương Dương, đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần như thế. Trương Dương cười nói, không nghĩ cái gì, tôi chỉ là cảm thấy ông đối với Tô Viện Viện hình như rất quan tâm. Trương đại quan nhân bắt đầu nói bóng nói gió. Đỗ Thiên Dã nói, mọi người coi như cũng là quen biết một hồi, tôi cảm thấy cô ấy rất không dễ dàng. Trương Dương nói, ông rất quan tâm cô ấy. Đỗ Thiên Dã nói, tôi quan tâm mỗi một người bạn của tôi. Ông cường điệu hai chữ người bạn này. Trương Dương nói, sao tôi cảm thấy quan hệ giữa ông và Tô Viện Viện cũng không phải đơn giản như vậy. Đỗ Thiên Dã trừng mắt liếc hắn nói, không nên đem người ta đều như cậu. Ông có chút hiếu kỳ nói, tối hôm qua Trầm Tĩnh Hiền nói chuyện gì với cậu? Trương Dương nói, ông thật sự muốn biết. Đỗ Thiên Dã gật đầu. Trương Dương nói, bà ấy nói cho tôi biết lúc trước là bà ấy bức Tô Viện Viện nói láo, hy vọng ông không nên trách cô ấy. Đỗ Thiên Dã cười nói, tôi đã sớm biết, bất quá bà ấy vì sao không trực tiếp nói với tôi, mà muốn thông qua cậu chuyển lời cho tôi. Đỗ Thiên Dã cũng không phải dễ lừa bịp như vậy. Ông hỏi tôi hỏi ai? Ông cũng biết tính tình của Trầm Tĩnh Hiền rất là khó xác định, tôi cũng không rõ ràng vì sao bà ấy muốn nói với ta những lời này, có thể là bởi vì bà ấy cảm thấy tôi và ông là bạn tốt, hơn nữa bà ấy đem tôi trở thành bác sĩ của bà ấy,
rất nhiều bệnh nhân trong lòng có chuyện đều tình nguyện nói cùng bác sĩ chứ cũng không nói với người nhà của mình. Giải thích của Trương Dương rất có vài phần đạo lý. Đỗ Thiên Dã đương nhiên sẽ không nghĩ đến Tô Viện Viện và Trương Dương có quan hệ là chị em cùng cha khác mẹ. Trương Dương từ khi biết chuyện này đã bắt đầu tính toán, hắn muốn đem Đỗ Thiên Dã và Tô Viện Viện tác hợp lại, nếu như Đỗ Thiên Dã có thể trở thành anh rể của mình, vậy cũng không sai. Hiện tại ngẫm lại đã định trước Đỗ Thiên Dã có thể trở thành anh rể của mình, đầu tiên là Văn Linh, tiếp theo là Tô Viện Viện. Một là chị nuôi, một là chị ruột, Trương Dương nói, ông nghĩ Tô Viện Viện thế nào? Đỗ Thiên Dã nói, hôm nay cậu làm sao vậy? Sao cảm thấy cậu có vấn đề gì đó? Trương Dương nói, tôi cũng là cảm thấy Tô Viện Viện rất thương cảm, lúc trước bị mẹ cô ấy ép buộc làm nhiều chuyện không tình nguyện như vậy, hơn nữa tôi cũng nhìn ra cô ấy đối với ông hình như cũng có ý tứ, tôi suy nghĩ, các người trai chưa vợ gái chưa chồng, vậy. Thẳng thắn. Đỗ Thiên Dã nói, cậu nhanh chóng im ngay, còn nói bậy, tôi thật sự giận cậu đấy. Tôi rốt cuộc đã biết, cái gì gọi là chó cắn lữ đồng tân, không nhìn được tâm người tốt, lão Đỗ, ông vỗ vỗ lương tâm của mình. Ông không có một chút cảm giác đối với Tô Viện Viện. Đỗ Thiên Dã nói, chuyện của Tô Nhân Huynh đừng quản. Hai người tới Tô gia, người đến đây phúng viếng cũng không phải rất nhiều, dù sao hiện tại viêm phổi loại R đang tàn sát bừa bãi trong phạm vi toàn quốc, dân chúng tận lực giảm thiểu hoạt động xã hội, hơn nữa Trầm Tĩnh Hiền lúc đầu sẽ không nhiều bạn bè, tới Tô gia hỗ trợ phần lớn là một ít bạn bè trên sinh ý của Tô Quốc Trạch, Đỗ Thiên Dã và Trương Dương đến khiến cho những người này cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn người không ngờ rằng Tô Gia và Bí Thư Thị ủy Giang Thành hiện tại còn có quan hệ mật thiết như thế. Chương 950, cái thứ tình cảm này. 3. Đỗ Thiên Dã và Trương Dương kính trước vòng hoa, lại tới đến trước di ảnh của Trầm Tĩnh Hiền cúi lại ba cái, lúc người nhà đáp tạ, Tô Viện Viện khóc không thành tiếng, hiện tại đã biết Tô Viện Viện là chị của mình, Trương Dương thấy cô ấy khóc thương tâm như vậy, trong lòng đương nhiên cũng không khá giả, hắn hướng Tô Viện Viện nói, nén bi thương. Có cái gì cần hỗ trợ cứ nói một tiếng. Tô Viện Viện dưng dưng gật đầu. Đỗ Thiên Dã đi tới trước mặt Tô Viện Viện nói, tiểu Tô, người chết không có thể sống lại, cô cũng không cần quá đau buồn, chú ý thân thể. Tô Viện Viện thấy ánh mắt thân thiết của Đỗ Thiên Dã, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc, cô ấy khóc nói, cảm ơn Đỗ Bí Thư quan tâm, tôi sẽ. Đỗ Thiên Dã nói, tôi buổi sáng còn có việc, đi trước, có chuyện cứ gọi điện thoại. Tô Viện Viện gật đầu. Đứng dậy muốn đưa Đỗ Thiên Dã, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Đỗ Thiên Dã gần cô ấy nhất, một bước xa xông về phía trước, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, thân thiết nói tiểu tô, cô làm sao vậy? Trương Dương ngay bên cạnh bọn họ, đưa tay xoa bóp một chút tại nhân trung của Tô Viện Viện thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, thấy Đỗ Thiên Dã ôm mình vào trong ngực, mặt cười không khỏi nóng lên, giấy ôm ấp của Đỗ Thiên Dã. Cúi đầu nói, xin lỗi. Xin lỗi. Đỗ Thiên Dã nói, cô không sao chứ? Trương Dương nói, hẳn là mấy ngày nay quá khổ cực, Tô Viện Viện, cô nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy, thân thể của cô cũng sẽ suy sụp. Tô Viện Viện nói, cảm ơn hai vị quan tâm, các người đi bận đi, tôi không sao. Đỗ Thiên Dã và Trương Dương cáo từ đi ra, Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương, thật sự không có việc gì sao? Xem ra Đỗ Thiên Dã còn có chút quan tâm đối với Tô Viện Viện. Trương Dương nói, không có vấn đề gì lớn, trong khoảng thời gian này Tô Viện Viện vẫn đều chăm sóc cho mẹ của cô ấy, hiện tại mẹ đột nhiên rời đi, thương tâm khổ sở là khó tránh khỏi, thể xác và tinh thần không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cho nên mới ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian sẽ không có việc gì. Đỗ Thiên Dã nói, chờ bận xong khoảng thời gian này, tôi dành thời giờ tìm cô ấy nói chuyện, khai đạo một chút cho cô ấy. Tốc độ khôi phục của Cố Dưỡng Dưỡng rất nhanh, chỉ 3 ngày cô ấy có thể hành động như thường, thành công giải phẫu là một, còn có một nguyên nhân rất quan trọng cũng là Trương Dương cẩn thận chiếu cố đối với cô ấy. Cố Dưỡng Dưỡng thậm chí lặng lẽ hy vọng mình không nên khỏi nhanh như vậy. Như thế thì, Trương Dương là có thể ở bên người thêm một thời gian, nhưng Trương Dương dù sao cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở bên thân thể của cô ấy. Cố Dưỡng Dưỡng rõ ràng chuyện này. Cô ấy cũng biết, cho tới bây giờ Trương Dương đều là đem mình đối đãi như em gái, cũng không có tình cảm khác ủa, đã từng có một lần, Cố Dưỡng Dưỡng muốn mô phỏng theo tất cả của chị, cô ấy thậm chí muốn biến thành hình dạng của chị gái, sau đó dần dần ý thức được, vô luận mình thay đổi thế nào, đều không thể thay thế địa vị của chị trong cảm nhận của Trương Dương, Cố Dưỡng Dưỡng mỗi ngày một trưởng thành, nhận thức của cô ấy đối với tình cảm của mình càng ngày càng rõ ràng, cô ấy biết mình yêu Trương Dương.
Cô ấy cũng biết tình cảm của Trương Dương đã có hồi kết, tình yêu của cô ấy đối với Trương Dương có thể vĩnh viễn không có kết quả, thế nhưng cô Dưỡng Dưỡng vẫn không cách nào khống chế mình. Cô ấy khát vọng nhìn thấy Trương Dương, khát vọng cùng một chỗ với hắn, dù cho thấy nụ cười của hắn, nghe được âm thanh của hắn cũng tốt. Cái thứ tình cảm này, luôn luôn nói không rõ ràng, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là như nhau. Trương Dương vững tin thương tình của Cố Dưỡng Dưỡng đã ổn định, hắn mới yên tâm leo lên đoàn tàu đi đến Nam Tích. Mấy ngày nay Cố Minh Kiện từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua, cũng không có gọi điện cho Trương Dương nữa. Cái mùa xuân này ngay vượt qua trong đại dịch viêm phổi, đề tài mà mọi người bàn luận nhiều nhất cũng là viêm phổi khẩu hình. Trận bệnh dịch này tạo thành ảnh hưởng rõ ràng đối với sinh hoạt của dân chúng. Theo mùa hè tới gần, nhiệt độ không khí từng ngày lên cao, thuốc kháng viêm phổi loại R bắt đầu đưa ra thị trường rất nhiều. Viêm phổi loại R rốt cục trở nên không đáng sợ nữa, mọi người bắt đầu cởi đi khẩu trang trên mặt, đoàn người lui tới trên đường rốt cục khôi phục vẻ nhàn nhã ngày xưa, nụ cười và lòng tin một lần nữa về tới trên mặt mọi người. Một lần biến cố có thể kiểm nghiệm ra rất nhiều người và chuyện, trong trận bệnh dịch, có người trở thành liệt sĩ, có người trở thành anh hùng, có người trở thành người nhu nhược bị mọi người phỉ nhổ. Chính phủ Thụy ủy Nam Tích tại đạt được thắng lợi toàn diện trong việc chống lại viêm phổi khẩu hình. Tổ chức một đại hội khen ngợi, người đầu tiên được khen ngợi chính là những người đã chiến đấu hăng hái đối kháng lại với trận bệnh dịch này. Với Trung Lâm, Từ Quang Thắng, Trương Thu Linh dẫn đầu công tác y tế tất cả đều được khen ngợi. Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ, thị trưởng Hạ Bá Đạt tất cả đều dự họp lần đại hội khen ngợi này, tự mình phát huy hiệu và tiền thưởng cho những anh hùng này. Đỗ Ngói Nhĩ làm đại biểu bệnh nhân lên đài lên tiếng, biểu hiện của Đỗ Ngói Nhĩ tương đương kích động, hắn đứng ở trên đài chủ tịch, run nói, chào mọi người. Tôi là Đỗ Ngói Nhĩ, ngày hôm nay tôi có thể đứng ở chỗ này lên tiếng, tất cả đều là bởi vì các người, không có các người quên mình vì người khác, không có các người hùng hồn cứu viện tôi có thể đã sớm đi gặp Thượng Đế. Dưới đài truyền đến một trận tiếng cười thiện ý. Đỗ Ngói Nhĩ nói, xin lỗi mọi người, tôi đem bệnh độc gây cho Liễu Nam Thích, tạo thành hoang mang lớn như vậy cho sinh hoạt của mọi người, tôi đầu tiên là muốn đi gặp những thị dân chết vì căn bệnh này biểu thị áy náy của mình. Đỗ Ngói Nhĩ nói rất chân thành. Lúc nói những lời này, trong ánh mắt đã ướt đẫm. Lý Trường Vũ cắt đứt lời của Đỗ Ngói Nhĩ, ông ngưng trọng nói trận viêm phổi loại R này là bất luận người nào cũng đều không ngờ, Đỗ Ngói Nhĩ tiên sinh đem chuyện này gánh hết lên trên người, tôi chỉ muốn nói, cái trách nhiệm này quá lớn, ông muốn gánh chịu, ông cũng gánh chịu không dậy nổi. Hội trường phát ra một trận tiếng cười thiện ý, đổi thành trước đó, mọi người sẽ cười không nổi, hiện tại phần lớn người đều là ôm tâm tính sau khi thắng lợi. Mọi chuyện trở lại bình thường tâm tình đương nhiên dễ dàng rất nhiều, người trong nước dễ quên, vô luận chuyện bi thảm thế nào đều rất nhanh phai màu trở thành nhạt. Trương Dương cũng ngồi ở trong hội trường, hắn cũng vinh quang lập nhị đảng công, cũng là người được khen ngợi, bất quá Trương Dương không có hứng thú lớn đối với loại khen ngợi này, hắn phát hiện mình trong bất chi bất giác đã có biến hóa, không còn mưu cầu danh lợi đối với danh dự giống như lúc xưa, cũng không còn cuồng nhiệt đối với quan trường như ngày xưa. Chương 951, cái thứ tình cảm này. 4. Không đợi tan họp, Trương Dương đã chuồn ra khỏi hội trường, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng chủ động từ bỏ, hắn cảm giác được mình đột nhiên trở nên không còn đam mê mãnh liệt. Đi tới bãi đỗ xe, Trương Dương gặp Lương Thành Long cũng là trên đường chuồn ra, hắn tới tham gia là bởi vì hắn trong quá trình lần này chống lại viêm phổi khẩu hình cùng Lâm Thanh Hồng liên thủ hiến tặng rất nhiều dược vật. Lương Thành Long vui vẻ đi tới hướng Trương Dương, sao cậu cũng đi ra? Không phải lát nữa cậu lên nói sao? Trương đại quan nhân lắc đầu nói, không cần, tất cả mọi người đều diễn trò, nhìn phiền. Lương Thành Long cười nói, nhân sinh như một vở kịch, quan trường là một sân khấu lớn đèn sáng rực rỡ, luân phiên hóa trang lên sân khấu, cậu trong quan trường, phải diễn trò. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, ồ, cậu gần đây hình như có chút sâu sắc nhĩ. Lương Thành Long có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, sắp làm cha rồi. Còn có thể giống cái loại hăng tiết vịt như cậu sao? Trương Dương tiêu, lần này hiến đến 1 triệu luôn, rất chuyên nghiệp nha. Lương Thành Long nói, tôi là tại làm việc thiện tích đức cho con trai sắp sửa chào đời của tôi, cái thứ tiền tài cái, sống không mang theo tới chết cũng không thể mang theo, tài phú của tôi và Thanh Hồng cộng lại, đến đời cháu cũng đủ xài, hai vợ chồng chúng tôi trên điểm này đạt thành nhận thức chung, sau này muốn làm nhiều việc thiện một chút. Trương Dương tấm tắc nói, tiến bộ, cậu thật sự tiến bộ. Lương Thành Long nói, anh em, buổi trưa tôi mời cậu ăn, hai ta đã lâu không ăn riêng. Trương Dương tiêu, được, tôi cho cậu cái mặt mũi này.
Lương Thành Long lại nói tiếp, nếu không, cậu mời Kiều Mộng Viện cùng đi nha. Trương Dương lập tức ý thức được thằng nhãi này khẳng định có mục đích, nheo con mắt lại nhìn Lương Thành Long nói, má nó, vừa mới nói hai ta đã lâu không ăn riêng, lại muốn mời Kiều Mộng Viện đến, cậu rốt cuộc là mời tôi hay là mời cô ấy? Lương Thành Long cười nói, đều mời, không đều là bạn bè sao? Trương Dương nói, bạn bè à, hay là tôi đem Viên Ba, Triệu Thiên Tài, Trình Diễm Đông mọi người cùng đến? Lương Thành Long cuống quýt nói, đừng nóng, tôi có việc muốn tìm Kiều Mộng Viện thương lượng, nhiều người không tốt. Trương Dương nói, cậu có việc tìm cô ấy thương lượng đừng kêu tôi, cậu cũng không phải không quen cô ấy, chính cậu tìm cô ấy đi. Lương Thành Long cười nói, cái này không phải bởi vì quan hệ của hai người đặc biệt tốt sao? Lương Thành Long đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời ăn, mộng thần của Kiều Mộng Viện gần gọi thầu, Lương Thành Long muốn nhận thầu cái công trình này, cho nên muốn sớm thông qua với Kiều Mộng Viện, hắn tuy rằng nhận thức Kiều Mộng Viện, nhưng tự vấn quan hệ không được như Trương Dương và cô ấy, chỉ cần Trương Dương mở miệng hỗ trợ, chuyện này khẳng định nắm chắc. Trương Dương và Lương Thành Long quen biết nhiều năm như vậy, đối với thằng nhãi này cũng tương đối lý giải, chỉ vào Lương Thành Long nói, cậu đúng là một thương nhân thuần túy, vô lợi không thèm làm. Một lòng một dạ muốn kiếm tiền, tôi nói cậu ngoại trừ hai chữ lợi ích này còn nghĩ được cái gì? Lương Thành Long cười khổ nói, không phải là nhờ cậu giúp một lần thôi sao, cậu có cần chế giễu tôi thành cái dạng này không? Trương Đại Quan Nhân vì giải hận nên nói thêm một câu, gian thương, cậu là một gian thương vừa ngửi thấy mùi tiền liền lên cơn. Mắng thì mắng, nhưng điện thoại vẫn gọi. Kiều Mộng Viện bệnh tốt lên đã Đông Giang điều dưỡng một thời gian, hai ngày nay vừa rồi trở về Nam Thích. Nghe nói Lương Thành Long muốn mời cô ấy ăn, lập tức đoán được Lương Thành Long xuất phát từ mục đích gì, bất quá cô ấy vẫn cười đồng ý lời mời, bởi vì người đưa ra lời mời chính là Trương Dương, cô ấy đương nhiên sẽ không từ chối. Buổi trưa bọn họ gặp mặt ngay tại Nam Dương Quốc tế, Lương Thành Long rất coi trọng đối với lần gặp này, ba người ăn một chút trước, Trương Dương đối với hắn cũng không chút nào nương tay, trực tiếp gọi hai bình rượu Di Xuân ngon cất trong hầm gần chục năm, một chai hơn 1.800 đồng. Lương Thành Long có chút không giải thích được, sao không uống Mao Đài. Trương Dương nói, cái này đắt nhất. Một câu nói thiếu chút nữa không đem Lương Thành Long nghẹn chết, đắt nhất là tốt sao? Trương Dương nói, dù sao cậu cũng có tiền, tôi lại không uống qua, cơ hội đến tôi phải nếm thử. Lương Thành Long nói, còn có loại đắt tiền hơn nữa, lộ địch 13.000 đấy, sao cậu không thử? Rượu ngoại tôi uống không quen, tôi ủng hộ Hà Nội. Kiều Mộng Viện một bên nghe, không nhịn được nở nụ cười, trong khoảng thời gian này điều dưỡng, khí sắc của cô ấy cơ bản đã khôi phục, trong khí chất ưu nhã cao quý lại tăng thêm vài phần mới khỏi sau bệnh, làm cho nhìn thấy trong mắt, không khỏi sinh ra che chở chi tâm. Lương Thành Long nói, Kiều tiểu thư, cô có thấy không, tên khốn này cho tới bây giờ đều luôn mài đao chém tôi, hận không thể đem máu của tôi rút sạch vậy. Kiều Mộng Viện cười nói, chủ nhiệm Trương cho anh một cơ hội hủ bại, người khác muốn cũng không có. Tôi cảm thấy anh hẳn là vui vẻ mới đúng. Trương Dương cười nói, cũng phải. Lương Thành Long nói, trời, hai người cho tới bây giờ đều là chiến hữu cùng một chiến hào, tôi chịu thua, tôi chịu thua. Trong lòng muốn nói, hai người căn bản cũng là quan hệ mật thiết, chỉ là lời này vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, nếu như để cho Kiều Mộng Viện nghe được, chỉ sợ công trình lần này sẽ thất bại. Trương Dương khui rượu, nhấp một ngụm, chép miệng nói, rượu này thật khó uống. Khó uống hơn so với Mao Đài, mà giá cả lại mắc hơn Mao Đài nữa chứ. Lương Thành Long tức giận nói, đã sớm khuyên cậu uống Mao Đài. Trương Dương nói, không uống được cũng phải uống, một ngụm hơn 100 đồng đấy. Lương Thành Long biết hắn là cố ý phá hoại, đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Vài ly rượu qua đi, hắn liền vào chính đề. Thật ra cho dù Lương Thành Long không nói, Kiều Mộng Viện cũng có thể đủ đoán được hắn mời mình ăn là mục đích gì. Mỉm cười nói, thực lực của tập đoàn Phong Dụ tôi đương nhiên tin được, thế nhưng cổ đông của Mộng Thần không chỉ có một mình tôi, cho nên mọi người thương định công việc cần nhất là thực lực, thật ra với thực lực của Lương Tổng nhất định có thể trổ hết tài năng trong quá trình đấu giá cạnh tranh. Lương Thành Long cười ha hả nói, đã như vậy, tôi sẽ kiên định chuẩn bị bảng kế hoạch, đợi đến đấu giá. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn lại hiện lên vẻ mất mát khó có thể che giấu. Hắn vốn tưởng rằng có thể thông qua quan hệ riêng đem công trình bắt tới tay, căn bản không cần phiền phức như vậy, Kiều Mộng Viện uyển chuyển từ chối hắn, nghe ra, cái thực lực gì tin được mới là lạ, Lương Thành Long đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn cho rằng Kiều Mộng Viện không có hứng thú đối với Phong Dụ. Lương Thành Long cũng không có nghĩ sai,
Cách nói công khai của Kiều Mộng Viện chỉ là một cái cớ. Sau bữa trưa, cô ấy và Trương Dương cùng nhau đi tới Hoa Viên Lộ Thiên của Nam Dương Quốc tế uống trà, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Dương. Trương Dương, công trình của quảng trường Mộng Thần tôi không dự định giao cho Lương Thành Long làm. Trương Dương cười nói, chuyện sinh ý của cô tôi không hỏi, bất tập đoàn phong dụ của quá Lương Thành Long cũng rất có thực lực, trung tâm thể dục mới, công trình cảng nước sâu bọn họ đều có phần tham dự. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, Đỗ Ngói Nhĩ đã làm tốt phương án thiết kế sơ bộ, thiết kế rất độc đáo, tôi tra qua tư liệu của phong dụ, lúc trước không có tiếp nhận công trình cùng loại, hơn nữa phong dụ hiện tại có sản quá lớn, có thể là bởi vì Lương Thành Long nóng lòng đem phong dụ làm kiêu ngạo, mà tôi cần chính là một người chuyên tâm. Một đội ngũ kiến trúc hiện đại hóa. Chương 952, con người luôn có lúc mệt mỏi. 1. Trương Dương nói, cô chọn được rồi. Kiều Mộng Viện nói, không khác biệt lắm. Trương Dương nói, nếu như vậy, tôi nói cho Lương Thành Long biết để hắn chết tâm này. Kiều Mộng Viện có chút áy náy nói, Trương Dương, anh không trách tôi chứ? Trương Dương nói, trách cô cái gì? Tôi không thể giúp đỡ cho bạn của anh. Trương Dương nở nụ cười ha ha, sinh ý là sinh ý, bạn bè là bạn bè, việc này tôi phân rất rõ. Nhìn con mắt của Kiều Mộng Viện, hắn nói với ý tứ sâu xa, cô rất quan tâm suy nghĩ của tôi. Kiều Mộng Viện mặt đỏ lên, gật đầu. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng như vậy. Không giống, Kiều Mộng Viện hơi giật giật lông mi, dùng ẩm trà tới che giấu biểu tình hoảng loạn lúc này của cô ấy. Trương Dương ngẩng đầu, nhèo con mắt lại nhìn ánh mặt trời sau buổi trưa. Ngày nắng xuân rất ấm áp, rất nắng, đắm chìm trong ánh nắng như vậy, sẽ làm người ta sản sinh một cảm giác buồn ngủ, khiến cho hắn chỉ muốn tìm một chỗ ngủ. Trương Dương ngáp một cái nói, gần đây tôi càng ngày càng lười. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, tôi đã nhìn ra. Trương Dương nói, ngay cả tôi cũng không biết vì cái gì. Làm một chuyện gì đều không có tinh thần, đại khái ở trong quan trường lâu, cảm giác tất cả xung quanh thiếu lực hấp dẫn với tôi. Kiều Mộng Viện nói, anh thuộc về người không chịu ngồi yên, hiện tại chuyện chủ bị của đại hội tỉnh đã xong không khác biệt, bên cạnh anh lại có Thường Lăng Phong giúp anh, chuyện lớn việc nhỏ đều không cần anh tự mình đi hỏi đến, cho nên anh mới có cảm giác như vậy, người như anh cần hoạt động liên tục, chỉ có như vậy anh mới có thể giữ đủ hưng phấn. Trương Dương cười ha hả nói, cô thật đúng là lý giải tôi. Kiều Mộng Viện nói, khu công nghiệp cao của Nam Tích đã bắt đầu khởi động, thấy tình hình thành phố có ý định đem cái này giao cho anh phụ trách. Trương Dương nói, thật ra có đề cập qua với tôi, phỏng chừng sau khi đại hội tỉnh chấm dứt, khu công nghiệp cao là nơi đi kế tiếp của tôi. Kiều Mộng Viện giơ tách trà lên nói, dùng trà thay rượu, trước chúc anh thăng chức. Trương Dương nói là thăng chức, nhưng tôi không hứng thú nổi. Kiều Mộng Viện nói, đại khái là anh trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hẳn là nên điều chỉnh một chút, chờ anh khôi phục lại, anh sẽ phát hiện cuộc sống xinh đẹp như vậy. Trương Dương nói, cô là một thương nhân. Mục tiêu cuộc sống của cô có phải là không ngừng tích lũy tài phú, dùng tài phú tới chứng minh giá trị làm người của cô? Kiều Mộng Viện hỏi ngược lại, anh là một quan viên chính phủ, mục tiêu cuộc sống của anh có phải là không ngừng mà hướng về phía trước, dùng quan chức của anh tới chứng minh giá trị làm người của anh? Trương Dương suy nghĩ một chút, qua một hồi lâu mới gật đầu nói, lúc trước tôi có nghĩ như vậy, nhưng hiện tại tôi phát hiện, lực hấp dẫn của quan trường với tôi không có lớn như trong tưởng tượng. Kiều Mộng Viện nói, tạm thời thôi. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, vì sao lúc tôi nói thật luôn luôn không ai tin tưởng. Chấm chấm. Công tác chuẩn bị của Đại hội tỉnh rõ ràng bởi vì viêm phổi loại R ảnh hưởng, Nam Tích là chỗ phát bệnh viêm phổi đầu tiên của Bình Hải, cũng là chỗ có ca bệnh bị nhiễm và ca bệnh tử vong nhiều nhất. Lúc công tác báo danh Đại hội tỉnh chính thức bắt đầu, bóng ma của viêm phổi khẩu hình vẫn không có hoàn toàn rút đi, các thành phố có thể còn cố kỵ đối với viêm phổi khẩu hình. Danh sách vận động viên cũng không phải đội hình cực mạnh của bọn họ, nguyên nhân chủ yếu là, rất nhiều vận động viên có trình độ cấp thế giới cấp quốc gia không muốn đến Nam Tích dự thi. Mặc dù hiện tại kháng thể bệnh độc đã sản xuất số lượng lớn, thế nhưng trong lòng rất nhiều người Nam Tích vẫn là một khu ổ bệnh, bọn họ không muốn mạo hiểm tới, mặc dù từ đây đến đại hội tỉnh còn 3 tháng. Cái này khiến cho đại hội tỉnh đối mặt một vấn đề tương đối nghiêm trọng, vận động viên rất có thể tất cả đều vắng mặt trong lần đại hội tỉnh này. Đại hội tỉnh đang tiến hành có thể trở thành lần ảm đạm nhất trong lịch sử. Ủy ban thể dục, cuộc họp tổ đảng, mấy đảng viên đều là hết đường xoay sở, Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương thở dài nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã gọi rất nhiều điện thoại cho Ủy ban thể dục của các thành phố khác, hy vọng bọn họ có thể phái vận động viên ưu tú nhất đến đây,
nhưng biểu hiện của bọn họ đối với lần đại hội tỉnh này đều rất tiêu cực, lần này phái tới đa số đều là vận động viên hạng 2 hạng 3. Tổ trưởng Đoàn Kiến Trung tổ kiểm tra kỷ luật nói, cũng không phải bởi vì viêm phổi loại R sao, tôi rất kỳ quái, hiện tại kháng thể của viêm phổi loại R đã bắt đầu sản xuất, cho dù bị nhiễm cũng có thể rất nhanh chữa tốt, bọn họ sợ cái gì? Phó chủ nhiệm Thôi Quốc Trụ nói cũng không thể nói như vậy, Nam Tích chúng ta dù sao cũng là chỗ có tình hình bệnh dịch nặng nhất Bình Hải, kháng thể viêm phổi khẩu hình mặc dù đang bắt đầu sản xuất, thế nhưng viêm phổi loại R trong khoảng thời gian ngắn còn gặp phải. Ngày hôm qua bên Kinh Thành lại xuất hiện một ca bệnh tử vong, muốn cho mọi người hoàn toàn tiêu trừ sợ hãi đối với bệnh dịch có thể còn cần một thời gian. Tiêu Điều Mẫn nói, nếu như thật sự như vậy, vận động viên trên trình độ cao trong tỉnh cơ bản sẽ không tới tham gia, giới lực hấp dẫn của đại hội tỉnh sẽ suy giảm lớn. Lý Hồng Dương nói, tôi đề nghị kéo dài thời gian báo danh thích hợp, chúng ta phân công nhau làm công tác tư tưởng cho các thành phố, tranh thủ cho bọn họ phái vận động viên hạng nhất đi tới Nam Tích. Tham gia đại hội tỉnh lần này. Chấm ngoặc kép. Ngón tay của Trương Dương gõ nhẹ trên bàn họp một chút, hắn thản nhiên nói, nên làm cái gì bây giờ thì làm cái ấy, công tác báo danh không lý do kéo dài vì bọn họ, lúc trước không có tiền lệ như vậy, chúng ta cũng sẽ không ngoại lệ, không đến rất tốt, đỡ tranh huy chương với chúng ta. Thật ra những người khác cũng đều nghĩ tới cái này, bất quá không ai công khai nói ra giống như Trương Dương vậy. Tang Kim Đường vẫn chưa nói chuyện đã lên tiếng nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta làm như thế này, có phải là có chút, thắng không cần đánh. Trương Dương nói, cái gì gọi là thắng không cần đánh. Tôi lúc trước nói như thế nào, Nam Tích chúng ta muốn lần này đoạt hạng nhất của hai bảng huy chương, bảng thành tích của đại hội tỉnh lần này, lúc tôi nói những lời này, các người không phải trong lòng đều kêu không có khả năng. Thật ra trong lòng tôi cũng không có nhiều nắm chắc, muốn đạt thành cái mục tiêu này, hy vọng không phải không có. Thế nhưng cực kỳ bé nhỏ, tuy rằng chúng ta giai đoạn trước làm rất nhiều công tác chuẩn bị, muốn thực hiện cái mục tiêu này, phải muốn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái thiếu một thứ cũng không được, địa lợi chúng ta có, nhân hòa chúng ta cũng không thành vấn đề, nhưng thiên thời đâu? Hiện tại thiên thời có, viêm phổi loại R khiến cho nhân tâm mọi người hoảng sợ, bọn họ cũng không dám tới Nam Tích, vận động viên ưu tú nhất không mạo hiểm tới đây tham gia thi đấu, từ danh sách báo danh mà xem. Bọn họ phái tới phần lớn là vận động viên hạng 2 hạng 3, chuyện của người khác chúng ta mặc kệ, bọn họ cho dù phái làm cơm quét rác đến đây, chúng ta vẫn phải xem như quý khách tiếp đãi. Chương 953, con người luôn có lúc mệt mỏi. 2. Lý Hồng Dương thở dài nói, nhưng cứ như vậy, vận động viên ưu tú trong tỉnh vắng mặt tập thể, lực hấp dẫn của đại hội tỉnh sẽ suy giảm lớn. Trương Dương cười nói, đại hội tỉnh còn lực hấp dẫn gì? Tôi tra qua số ghế ngồi của mấy lần đại hội tỉnh trước, thấp đến đáng thương, đa số ngay cả 1/10 ghế ngồi đều không đầy, các người thật đúng là đem đại hội tỉnh này thành thế vận hội Olympic. Không có khả năng, căn bản một chút có thể cũng không có. Vài đảng viên đều không nói, Trương Dương nói đều là sự thật không thể nghi ngờ. Trương Dương nói, chúng ta đem trung tâm thể dục mới xây mới, làm đại hội tỉnh vô cùng náo nhiệt, công tác kế tiếp là tranh thủ đem số ghế ngồi của mỗi trận thi đấu tăng lên. Trọng điểm của đại hội tỉnh cũng không phải thi đấu, mà là quay chung quanh các loại công tác tương quan của tỉnh lần này. Dù sao trò hề này cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, các lãnh đạo không quan tâm kết quả thi đấu, ai tham gia thi đấu, ai đoạt huy chương, đối với lãnh đạo không có ý nghĩa lớn, bọn họ quan tâm chính là đại hội tỉnh này có thuận lợi khai mạc hay không, bế mạc viên mãn hay không, căn cứ tình huống của chúng ta hiện nay về tiêu thụ quảng cáo và tài trợ các phương diện, lần đại hội tỉnh này hẳn là không lỗ lớn. Thằng nhãi này nâng chung trà lên uống một hớp lớn lại nói, tôi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đại hội tỉnh khóa trước không có lợi nhuận, chúng ta chỉ cần làm lỗ lã ít nhất, lần đại hội tỉnh này của chúng ta cũng đã thành công. Tất cả mọi người nở nụ cười, Trương Dương đem tất cả những lời ngại ngùng của mọi người nói ra nói tất cả, nhưng những lời này của hắn đều nói đúng thực tế không thể nghi ngờ. Lý Hồng Trở nói, chủ nhiệm Trương, ngày mốt cũng là ngày hết hạn báo danh, thật sự không lo lắng đến chuyện kéo dài thời gian. Trương Dương nói, cái cơ hội này là ông trời đưa đến trước mặt của chúng ta không muốn, chính là nghịch thiên, chuyện nghịch thiên chúng ta cũng không thể làm, bọn họ không phái vận động viên đứng đầu đến đây không sao cả, bọn họ không tới tham gia đại hội tỉnh cũng không sao cả, cho dù là một người không đến, tôi tin tưởng quan viên thể dục của bọn họ phải tới, vì sao? Lãnh đạo của Ủy ban Thể dục tỉnh muốn đến đây, lãnh đạo tỉnh muốn đến đây, bọn họ không dám không đến, vô luận phát sinh biến hóa thế nào? Cho dù là viêm phổi loại R phát sinh trong lúc tổ chức đại hội tỉnh,
chúng ta vẫn phải tiếp tục, sân khấu đã xây xong rồi, vở kịch này chúng ta phải diễn tiếp, các người yên tâm, tuyệt đối không phải kịch một vai. Thôi quốc trụ nói, chủ nhiệm Trương vừa nói như thế, tôi đã có chút lòng tin đối với chúng ta thực hiện việc đạt hạng nhất của hai bảng huy chương và bảng thành tích. Trương Dương cười nói, tôi vẫn đều tự tin. Hắn hướng Lý Hồng Dương nói, lão Lý, ngày hết hạn báo danh không thể thay đổi, hơn nữa chỉ cần báo danh, không có lý do rõ ràng, quyết không cho phép thay đổi vận động viên giữa chừng. Lý Hồng Dương gật đầu, bóng ma của hiện tại viêm phổi loại R vẫn còn, nhưng từ đấy đến đại hội tỉnh dù sao cũng còn tới 4 tháng, đợi được mọi người thích ứng trên tâm lý, không chừng còn sẽ phát sinh biến hóa. Trương Dương nhấn mạnh điểm này mục đích cũng là muốn hướng về hạng nhất của hai bảng thành tích huy chương, vất vả lắm mới có được cơ hội, hắn tuyệt đối không từ bỏ đơn giản. Sau họp, Trương Dương rời ủy ban thể dục, đi đến nhà máy của tập đoàn Hoa Hoa Hương ở khu khai phá Nam Tích, hắn và ông chủ Chu Tông Vạn của Hoa Hoa Hương hẹn gặp mặt. Chu Sơn Hổ lái chiếc Toyota của ủy ban thể dục đưa Trương Dương đến ký túc xá của Hoa Hoa Hương, Trương Dương xuống xe, thì thấy một cô gái mặc váy liền áo màu xanh ra đón. Cô ấy là trợ lý của Chu Tông Vạn Cơ Nhược Ảnh, Cơ Nhược Ảnh làm xong tự giới thiệu, Trương Dương lập tức nhớ tới Tổng Giám đốc Cơ Nhược Nhạn của Tập đoàn Thái Hồng, hắn có chút hiếu kỳ hỏi Cơ tiểu thư nhận thức Cơ Nhược Nhạn của Tập đoàn Thái Hồng sao? Cơ Nhược Ảnh gật đầu nói, cô ấy là chị họ của tôi. Chủ nhiệm Trương nhận thức cô ấy. Trương Dương gật đầu, nghĩ thầm thế giới này thật sự là quá nhỏ, đến chỗ nào cũng đều có thể gặp phải người quen, Cơ Nhược Nhạn đã từng là vị hôn thê của Triệu Quốc Lương. Trong lòng vẫn đem hắn trở thành kẻ thù giết chết vị hôn phu, đã từng nhiều lần xúi dục một trong tam công tử kinh thành Lương Khang đối nghịch với hắn, nghĩ đến Cơ Nhược Nhạn, Trương Dương phát hiện kẻ thù của mình thật đúng là không ít, hơn nữa nữ chiếm đa số. Tiến vào trong phòng làm việc của Chu Tông Vạn, Trương Dương mới biết được cái gì gọi là gian khổ mộc mạc phòng làm việc của, vị xí nghiệp dân doanh này cũng là loại phòng hơn 11 mét vuông, bàn công tác ghế ngồi đều là cái loại bình thường đến không thể tầm thường hơn. Nhớ tới lúc trước đi nhà máy thuốc lá thấy phòng làm việc xa hoa của Lưu Vĩ Trung, so sánh với Chu Tông Vạn quả thật là trên trời dưới đất. Xem ra xài tiền của mình và xài tiền của nhà nước đúng là không giống. Chu Tông Vạn cười đứng lên, đón đến đây, rất nhiệt tình cầm tay của Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm, hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Dương cười nói, hy vọng không có quấy nhiễu đến công tác của ông. Chu Tông Vạn mời Trương Dương ngồi xuống, gần đây đã bị viêm phổi khẩu hình ảnh hưởng. Phương diện nhà xưởng không tốt, chỉ tiêu định ra của quý 2 phòng chừng không được, hy vọng 6 tháng cuối năm có thể xoay sở. Cơ Nhược Ảnh sau khi rót trà cho bọn họ thì rời đi. Chu Tông Vạn nói, chủ nhiệm Trương lần này tới tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương uống trà, đem tách trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, là như thế này, hiện tại thành phố đang đẩy mạnh phổ biến loại xí nghiệp quốc hữu nhỏ thay đổi chế độ, hiện nay lấy nhà máy dụng cụ Nam Tích làm nơi thí điểm. Chu Tông Vạn là một người thông minh, Trương Dương không nói hết lời, ông ta đã rõ ràng ý tứ của Trương Dương, Chu Tông Vạn cười nói, xí nghiệp quốc hữu thay đổi chế độ là chiều hướng phát triển. Nam Tích tại điểm này đã đi đằng trước Bình Hải. Trương Dương nói, Chu Tổng, thật không dám giấu giếm, lần này tôi đến tìm ông hỗ trợ. Chu Tông Vạn nói, chủ nhiệm Trương muốn tôi hỗ trợ cái gì? Những lời này thật ra là biết rõ cố hỏi, thế nhưng Chu Tông Vạn cần phải hỏi rõ ràng. Ông đã đoán được Trương Dương muốn mình hỗ trợ giải quyết vấn đề công nhân vào nghề, thế nhưng ông không rõ ràng về nhân số. Cho nên không dám tùy tiện đáp ứng. Trương Dương nói, nhà máy Nam Tích lần này xuống tới phòng chừng phải có 500 người, bỏ 100 người phù hợp sớm điều kiện về hưu, còn tồn tại gần 400 người cần bố trí công tác. Chu Tông Vạn nói, tôi có 2 phân xưởng sẽ xây xong ở tháng sau, đầu tư đại khái cần 200 công nhân, tôi có thể hỗ trợ giải quyết phân nửa. Chu Tông Vạn sảng khoái làm Trương Dương thật không ngờ, hắn vốn trông cậy rằng Chu Tông Vạn có thể hỗ trợ giải quyết 100 người đã là không tồi rồi, có 200 người của Chu Tông Vạn, còn lại chưa đến 200 người, tùy tiện động viên một chút thì đã giải quyết xong, Trương Dương nói cảm ơn Chu Tổng. Chương 954, con người luôn có lúc mệt mỏi. 3. Chu Tông Vạn cười nói, không cần cảm ơn cái gì, tôi mở nhà máy tại Nam Tích, đương nhiên nên vì Nam Tích làm ra một ít cống hiến. Thật ra thị trường người làm thuê của Nam Tích còn lỗ hổng rất lớn. Theo cá nhân tôi biết, nhà máy đồ chơi của Lý Bát Nguyên, nhà máy bóng đèn của Lương Khê đều đang chiêu công, cho dù có 400 người cũng có thể giải quyết. Bất quá hiện tại mọi người quan niệm truyền thống còn rất nặng, cho rằng chúng tôi là xí nghiệp dân doanh, không cách nào so sánh với quốc doanh, trên thực tế hiện khác nhau căn bản không có lớn như vậy. Xí nghiệp dân doanh chúng tôi phát triển đến quy mô nhất định cũng có bảo đảm,
Trên các phương diện phúc lợi chữa bệnh dưỡng lão chúng tôi làm thậm chí còn tốt hơn so với đa số xí nghiệp quốc doanh. Trương Dương cười nói, nguyên nhân cải cách căn bản cũng là nhận thức bản thân không đủ, bọn họ thấy được một mặt tiên tiến của xí nghiệp dân doanh, cho nên mới bắt đầu cầu tiến. Chu Tông Vạn nói, vấn đề bố trí công tác tôi sẽ hỗ trợ động viên một chút, đến lúc đó chúng tôi có thể cung cấp chỗ làm, thế nhưng những công nhân này phù hợp yêu cầu của chúng tôi hay không chúng tôi cũng không biết, chúng tôi tiếp thu cũng là có điều kiện. Trương Dương gật đầu nói, đó là đương nhiên. An bài chỗ làm cho công nhân nhà máy lúc đầu cũng không phải chuyện trong phạm vi chức trách của Trương Dương, bởi vì thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ tìm hắn, cho nên Trương Dương mới tiếp nhiệm vụ này. Cung Kỳ Vĩ sở dĩ tìm tới Trương Dương, cũng là bởi vì chỉ là cải cách xí nghiệp quốc doanh nhỏ, cũng không muốn làm cho động tĩnh quá lớn, ông chủ động xin Nam Tích trở thành nơi thí điểm của Bình Hải, mà nhà máy dụng cụ Nam Tích được chọn làm nơi thí điểm của nhà máy, cải cách của máy hắn chưa đâu vào đâu. Muốn bảo đảm lần cải cách này thành công, tiền lệ có thành công, công tác cải cách kế tiếp mới có thể tiếp tục phổ biến. Trương Dương đem chuyện cùng Chu Tông Vạn gặp mặt nói cho Cung Kỳ Vĩ nghe, Cung Kỳ Vĩ tương đối vui vẻ, ông cười nói, Trương Dương, lần này cậu giải quyết một vấn đề lớn cho tôi, chỉ cần bảo đảm những công nhân này có việc làm, sau này công tác cải cách cũng dễ làm. Trương Dương nói, căn cứ theo như của Chu Tổng, người làm thuê của Nam Tích chúng ta rất lớn, sau khi khu công nghệ cao xây xong, cần rất nhiều người. Cung Kỳ Vĩ nói, khi nhà máy dụng cụ cải cách thành công, đường sau này của chúng ta cũng dễ đi rất nhiều. Trương Dương nói, nhiệm vụ ngài giao cho tôi kết thúc, chuyện của cải cách xí nghiệp sau này không quan hệ với tôi. Cung Kỳ Vĩ cười gật đầu, chuyện chủ bị của đại hội tỉnh thế nào rồi? Trương Dương nói, trận viêm phổi loại R này gây độ khó rất lớn cho đại hội tỉnh, Nam Tích chúng ta là chỗ bệnh dịch nặng nhất của Bình Hải. Hiện tại các thành phố khác đều tỏ thái độ cẩn thận đối với việc đến thành phố chúng ta, công tác báo danh đã bắt đầu rồi, nhưng vận động viên hạng nhất của các thành phố khác trên cơ bản cũng không có báo danh, đều nói nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, tôi thấy bọn họ là lòng còn sợ hãi vì viêm phổi loại R, sợ tới chỗ chúng ta bị nhiễm. Cung Kỳ Vĩ nhíu nhíu mày nói, nào có nghiêm trọng như vậy, tuy rằng Nam Thích là chỗ bệnh dịch nghiêm trọng nhất của Bình Hải, thế nhưng hiện nay, chúng ta đã tiến hành khống chế hữu hiệu. Bệnh dịch cũng không có lan tràn ra ngoài, hơn nữa, hiện tại kháng thể bệnh độc đã nghiên cứu chế tạo ra, cho dù bị nhiễm, cũng có thể chữa tốt. Trương Dương cười tủm tỉm nói, thật ra không đến rất tốt. Cung Kỳ Vĩ thấy vẻ mặt cười xấu xa của thằng nhãi này, lập tức rõ ràng trong lòng hắn có bản tính cái gì. Cung Kỳ Vĩ chỉ vào Trương Dương nói, tên nhóc cậu, ước gì người ta không tới, như vậy cậu là có thể đoạt được hạng nhất của hai bảng huy chương và thành tích. Trương Dương nói, thị trưởng Cung. Lời này của ngài là không được, tôi không phải ước gì bọn họ không đến, tôi hiện tại đang gửi anh hùng thiếp, mỗi thành phố tôi đều gửi thông báo tới, hiện tại là tôi lấy ra thành ý, người ta không muốn cho tôi cái mặt mũi này, nếu bọn họ không muốn tới, chúng ta cũng không thể ép buộc có phải không? Cho dù tất cả vận động viên không tới, cái đại hội tỉnh này chúng ta cũng phải làm, cùng lắm thì coi như là làm đại hội thể dục thể thao thành phố thôi, tất cả huy chương thành tích đều là người Nam Tích chúng ta giành lấy, vậy có bao nhiêu mặt mũi? Cung Kỳ Vĩ cười nói, tự mình chơi đùa cùng mình có ý tứ sao? Trương Dương nói, thị trưởng Cung, lúc vừa mới bắt đầu tổ chức đại hội tỉnh, tôi cảm thấy là thi đấu đệ nhất, nhưng hiện tại tôi rõ ràng, đại hội tỉnh cũng là một hình thức, cái gì mà thành tích hay huy chương, căn bản không có bao nhiêu người quan tâm, những vận động viên ưu tú này không ai đem đại hội tỉnh trở thành một chuyện, những lãnh đạo thành phố các người luôn mồm coi trọng, thật ra coi trọng cũng không phải thi đấu, coi trọng chính là có thể đem lần đại hội tỉnh này làm tốt. Kiếm mặt mũi tại trước mặt lãnh đạo. Sinh ra ảnh hưởng chính trị tốt đẹp, trên một cơ sở, nếu như có thể thúc đẩy kinh tế phát triển, đó chính là chuyện lưỡng toàn tề mỹ, nếu như cái hai này thực hiện, có thể đề thăng nhiệt tình của dân chúng đối với thể dục, thúc đẩy cái gọi là phong trào thể dục thể thao của toàn dân, đó chính là mừng vui gấp bội, dệt hoa trên gấm. Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu hiện tại càng nói càng giống như là âm mưu, làm gì có nhiều âm mưu như vậy. Trương Dương cười cười. Hắn cũng không tin mục đích chủ yếu của các lãnh đạo làm đại hội tỉnh cũng là thúc đẩy sự nghiệp thể dục toàn dân. Làm thời gian lâu trên cương vị chủ nhiệm ủy ban thể dục, thấy chuyện cũng nhiều hơn, Trương Dương rõ ràng hoạt động thể dục trong nước trên cơ bản đều là muốn hòa mình với chính trị. Cung Kỳ Vĩ nói, chính trị là vì cái gì? Chính trị cũng là thông qua thủ đoạn hành chính để thống trị mục đích là gì? Mục đích cũng là thông qua thủ đoạn can thiệp hành chính của chúng ta, xúc tiến kinh tế phát triển tốt. Xúc tiến xã hội tiến bộ nhanh hơn, do đó cải thiện sinh hoạt của dân chúng, lúc này mới là mục đích cuối của chúng ta.
Đáng tiếc nghĩ vậy giống như ngài đích thực không nhiều. Cung Kỳ Vĩ nói, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đầu tiên phải quản tốt mình. Tôi nhớ kỹ lúc trước Bí thư tỉnh ủy Cố Bí thư có nói qua một câu nói, tôi không cầu mỗi một cán bộ của chúng tôi đều có thể quên mình vì người, thế nhưng tôi hy vọng mỗi một cán bộ của chúng tôi có thể quản tốt mình, làm tốt chuyện bổn phận của mình, chỉ cần ai ai đều quản tốt bản thân, đội ngũ cán bộ của chúng ta cũng là đội ngũ của liêm khiết, hiệu suất làm việc của chúng ta sẽ cường chưa từng có đại. Bất luận xã hội gì, bất luận quốc gia gì, sẽ tồn tại nhân vật muôn hình muôn vẻ, ai ai cũng đều có tâm ích kỷ, thế nhưng ở vào vị trí của chúng ta nhất định phải thu liễm tư tâm của mình, bởi vì chúng ta đại biểu chính là lợi ích của mọi người, chúng ta phải muốn đem lợi ích của mọi người đặt lên vị trí thứ nhất. Tôi nói những lời này cũng không phải phô trương, ít nhất bản thân tôi nghĩ như vậy. Trương Dương, tôi cảm giác tư tưởng của cậu xuất hiện một ít thành kiến, tôi hy vọng cậu không nên bởi vì thấy một ít hiện tượng không tốt trong thể chế chúng ta hoài nghi đoàn. Đội chúng ta, tôi tin tưởng đảng của chúng ta, đội ngũ cán bộ của chúng ta đa số đều là thuần khiết. Chương 955, con người luôn có lúc mệt mỏi. 4. Trương Dương nói, tôi không hoài nghi ai, tôi là luận sự, tôi thật cảm thấy ý nghĩa chính trị của đại hội tỉnh này rộng lớn hơn cái gọi là tinh thần thể dục. Một đại hội tỉnh thay đổi không được cái gì, càng không tạo ra được cao trào toàn dân tập thể hình cái gì. Dân chúng coi đây là một lần náo nhiệt, các lãnh đạo coi trọng cũng không phải thông qua đại hội tỉnh mà để thăng toàn diện trình độ thể dục. Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu, làm gì có nhiều bực tức như vậy? Trương Dương nói, nghẹn như thế, phát ra cũng có thể làm giảm áp lực, thị trưởng Cung, ngài đừng để trong lòng. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi thấy cậu nhàn quá rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp tới rất nhanh sẽ gia tăng trọng trách cho cậu. Thành phố đã cơ bản xác định, công tác của khu công nghệ cao sẽ giao cho Trương Dương. Trương Dương nói, có thể, khi tôi đi tới Nam Tích vẫn đều đang làm công tác ủy ban thể dục, hiện tại chuyện của đại hội tỉnh cơ bản đã xử lý xong, trong lòng bỗng nhiên thấy có chút trống rỗng. Cung Kỳ Vĩ cười nói, cảm thấy công tác mất đi tính khiêu chiến. Trương Dương gật đầu nói, có một chút. Cung Kỳ Vĩ nói, đừng quên chuyện kinh mậu, thành phố giao đưa cho cậu không chỉ có đại hội tỉnh. Trương Dương nói, tôi đã nói qua, thành phố coi trọng không phải đại hội tỉnh, lãnh đạo các người vẫn đều ôm mục đích đem thể dục làm sân khấu để hát bài ca kinh tế. Cung Kỳ Vĩ nói, lại cao nhau, hiện tại lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, chỉ có kinh tế phát triển mới có nhiều tinh lực đi bận tâm đến sự nghiệp văn hóa thể dục. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, tôi cuối cùng cảm thấy hiện nay rất nhiều công tác của chúng tôi đều tồn tại một loại bệnh hình thức nghiêm trọng. Cung Kỳ Vĩ có hứng thú nói nghe một chút. Trương Dương nói, tôi hôm nay tùy tiện nói vài câu, ngài đừng để trong lòng. Cung Kỳ Vĩ nói nhảm nhiều quá vậy, nói mau. Trương Dương nói, chúng ta mượn sự nghiệp thể dục mà nói, phàm là gặp phải một trận thi đấu. Chúng ta coi trọng cái gì? Coi trọng cũng là số huy chương, giống như lấy được số huy chương nhiều nhất thì tố chất thể dục của toàn dân chúng ta đã tăng lên vậy, nhưng thể dục trong nước của chúng ta áp dụng chế độ là huấn luyện tập trung, đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp nhiều nhất trên toàn bộ thế giới. Cung Kỳ Vĩ nói, ai kêu nhân khẩu chúng ta nhiều nhất? Trương Dương nói, tôi cảm thấy loại chế độ huấn luyện tập trung này tuy rằng có thể tăng số lượng huy chương một cách hữu hiệu, thế nhưng cũng không thể đại biểu trình độ đích thực của một quốc gia. Không chỉ là thể dục, giáo dục cũng như thế, tiêu chuẩn của một học sinh có ưu tú hay không không phải năng lực tổng hợp lại của hắn, mà là thành tích học tập của hắn, ngài nói tiêu chuẩn như vậy có phải là máy móc quá không? Hình thức quá không? Cung Kỳ Vĩ nói, tôi thừa nhận, hiện nay trong nước rất nhiều hành nghiệp trong đều tồn tại loại hiện tượng này, thế nhưng cậu có nghĩ tới hay không, những cái tiêu chuẩn này thật ra là phù hợp với tình hình trong nước, nếu như mất đi tiêu chuẩn, xã hội của chúng ta sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Thi đấu thể dục hoàn toàn thành tranh giành huy chương, thế nhưng nếu như chúng ta hủy bỏ loại chuyện tranh đoạt huy chương này, như vậy trình độ cao thấp dùng cái gì để bình phán, một thi đấu thiếu cạnh tranh, có thể hấp dẫn lực chú ý của bao nhiêu người. Mỗi năm đều có vô số học sinh phổ thông vì thi vào đại học mà nỗ lực phấn đấu, nếu như không cần tới cuộc thi kiểm nghiệm thành tích của bọn họ, như vậy cậu nói cho tôi biết, có cái phương pháp gì nhận ra yếu kém giữa bọn họ. Xã hội của chúng ta vẫn đang trong đà phát triển. Phát triển là một quá trình tự mình hoàn thiện không ngừng tiến về phía trước, cậu không có khả năng ăn một bữa thành người mập được, xã hội cũng như vậy, cái yêu cầu này, chúng ta lợi dụng nỗ lực của bản thân không ngừng thay đổi tất cả bên cạnh của mình, có thể chúng ta thay đổi chỉ là một phần nhỏ của Nam Tích, thế nhưng nếu như trăm ngàn cán bộ trong thể chế chúng ta cùng nhau nỗ lực, như vậy thay đổi sẽ là thật lớn. Cung Kỳ Vĩ một hơi nói nhiều như vậy, cảm giác miệng có chút khô,
nâng chung trà lên uống một ngụm nói, có chuyện cậu nói không sai, trọng điểm của đại hội tỉnh cũng không phải vận động viên đạt được thành tích thế nào, không ở bọn họ có thể phá bao nhiêu kỷ lục, chúng ta muốn chính là thành công viên mãn, Nam Tích thu được số huy chương nhiều nhất, vậy chỉ là bản thân Nam Tích thành công, cũng không thể đại biểu cho đại hội tỉnh lần này thành công, chúng ta muốn cho tất cả thành phố anh em đi tới Nam Tích. Có loại cảm giác như ở nhà, muốn để cho bọn họ cảm giác được nhiệt tình của nhân dân Nam Tích. Muốn để cho bọn họ thấy thay đổi của Nam Tích, tinh thần thể dục là cái gì? Trương Dương nói, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Cung Kỳ Vĩ lắc đầu, mỉm cười nói, công bằng. Chúng tôi cho mọi người đãi ngộ công bằng, bọn họ không phái tới vận động viên ưu tú nhất, có thể khiến cho Nam Tích lần này trổ hết tài năng. Nhưng như vậy, cho dù chúng ta lấy hết tất cả huy chương, thì kim lượng bên trong cũng suy giảm lớn. Mục đích của chúng ta là thông qua lần đại hội tỉnh này giao lưu tốt với các thành phố anh em. Giao lưu là toàn bộ phương vị, không chỉ có giới hạn trong thể dục, còn có kinh tế văn hóa, rất nhiều thứ nằm sâu hơn nữa. Trương Dương nói, ý của ngài là, thân là chủ nhà, chúng ta không ngại làm rộng lượng một ít, ngài có thể thích hợp kéo dài, cậu nói chuyện với ủy ban thể dục của các thành phố khác, tranh thủ để cho bọn họ phái ra đội hình mạnh nhất, nếu như chúng ta làm tốt tất cả cái này, bọn họ vẫn không muốn phái ra vận động viên ưu tú nhất đến, như vậy sau này bọn họ cũng sẽ không nói được gì. Cậu nói có đúng không? Trương Dương gật đầu, lời nói này của Cung Kỳ Vĩ quả thật có chút đạo lý. Khi nói chuyện với Cung Kỳ Vĩ, Trương Dương bỗng nhiên không còn coi trọng đối với huy chương và thành tích, thật ra thành phố đối với thứ này cũng không thèm để ý, bọn họ coi trọng chính là thứ nằm ngoài thể dục, nếu như có thể đoạt được hạng nhất, đương nhiên là như cầm thêm hoa, nếu như không có thành công, cũng không phải sai lầm gì, hiện nay công tác của mình cũng đã đủ ưu tú, thăng chức đã là chuyện tất nhiên. Trương Dương quyết định nghe theo kiến nghị của Cung Kỳ Vĩ, đem thời gian báo danh của Đại hội tỉnh kéo dài một tuần, lại tự mình gọi điện thoại liên hệ cho người phụ trách ủy ban thể dục của các thành phố anh em, động viên bọn họ phái ra đội hình vận động viên mạnh nhất, thế nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn. Thật ra ủy ban thể dục của các thành phố này quan hệ cũng không lớn, ủy ban thể dục cũng muốn thành tích, thế nhưng những vận động viên cấp quốc gia tìm đủ các loại lý do chối từ đến đây, căn bản không coi trọng thi đấu Đại hội tỉnh. Trương đại quan nhân mừng rỡ nhìn thấy kết quả này, không phải hắn không rõ, hiện tại hắn làm ra vẻ khoan dung, mặc kệ có phải là hư tình giả ý, nhưng dù sao biểu hiện của hắn trong vấn đề báo danh cũng đủ thành ý, cũng không tuyệt mà làm ra nhượng bộ, hiện tại là người ta không muốn tới. Căn cứ theo danh sách báo danh cuối, Trương đại quan nhân cùng mấy phó chủ nhiệm phân tích một chút, lần này bọn họ có nắm chắc rất lớn trong việc đoạt lấy hạng nhất bản huy chương trong đại hội tỉnh. Công tác chuẩn bị của Đại hội tỉnh đã tiến hành gần xong xuôi rồi, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ phải chờ tới tháng 10 khai mạc, chuyện này cho dù xong xuôi, Trương Dương hiện nay đem đa số tinh lực đặt trong kinh mậu mùa thu, bởi vì kinh mậu sẽ là nhằm vào thương nghiệp, mục đích cũng là dẫn vào càng nhiều sản nghiệp công nghệ cao, cho nên thương gia tiếp xúc cũng là có tính lựa chọn. Công ty English Bender, công ty Asus, công ty Dell, những công ty máy tính đứng đầu đã hẹn thiết lập triển khai trong kinh mậu lần này. Dưới sự lôi kéo của bọn họ, những công ty thương mại dịch vụ về máy tính trong nước sẽ xua như xua vịt đối với lần kinh mậu mùa thu này. Công ty hẹn tham gia cũng đã đạt gần 100, bởi vậy Trương Dương đã thấy được tiền cảnh rộng lớn của khu công nghệ cao. Thường Lăng Phong đem danh sách thương gia ký hẹn hiện nay đưa cho Trương Dương nói, Trương Dương, quy mô lần này còn muốn lớn hơn so với triển lãm IT mùa xuân kinh thành, hiện nay thương gia báo danh tham gia triển lãm vẫn đang không ngừng tăng. Trương Dương nói tốt. Cải thiện nhiều hơn. Thường Lăng Phong cười nói, vậy cũng phải có một tiêu chuẩn. Trương Dương nói, đề cao phí dụng triển lãm, giá cao lên. Thường Lăng Phong thấy thằng nhãi này làm ra sắc mặt gian thương, không khỏi muốn cười. Thường Lăng Phong nói, năm nay là lần đầu tiên tổ chức, hơn nữa chúng ta trước đó đã đem tiêu chuẩn tham gia triển lãm công bố ra. Nếu như đến lúc đó thay đổi điều kiện, khẳng định sẽ khiến thương gia bất mãn. Tôi thấy năm đầu tiên cứ như vậy, tôi dự định đem triển lãm phân chia nhiều loại. Khu triển lãm trung tâm an bài xí nghiệp công ty nổi danh quốc tế, quay chung quanh khu triển lãm trung tâm là các khu triển lãm phân chia khác biệt. Ở bên ngoài bố trí thêm 100 vị trí triển lãm, cung cấp cho tiểu thương sử dụng. Trương Dương gật đầu nói, chuyện cụ thể cậu làm đi, cậu làm việc tôi yên tâm. Thường Lăng Phong nói, có thể dự kiến là, lần này kinh mậu nhất định sẽ thành công. Trương Dương nói, văn phó tổng lý sẽ tới tham gia nghi thức khai mạc kinh mậu, lần này kinh mậu tổ chức thành công. Sẽ càng thêm oanh động so với đại hội tỉnh. Thường Lăng Phong cười nói, hai chuyện này làm tốt, cậu đã đủ vốn chính trị, tấn cấp về phía trước, lên trời.
Trương Dương nói, tôi hiện tại đối với quan chức càng lúc càng mờ nhạt, có thể kiên định giúp dân chúng làm chút chuyện là tốt nhất, về phần cá nhân tôi thăng hay không thăng quan, tôi cũng không quan tâm. Thường Lăng Phong nửa ngờ nửa tin nhìn hắn, hắn mới không tin thằng nhãi này sẽ có cảnh giới cao như thế. Trương đại quan nhân từ trong ánh mắt của hắn suy nghĩ tới cái gì, trừng mắt liếc hắn nói, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Thường Lăng Phong nói, tôi đang suy nghĩ, chúng ta trước đó đã nói qua. Nói cái gì? Thường Lăng Phong nói, cậu đã từng đáp ứng tôi, đại hội tỉnh qua đi để tôi tự do. Tôi có nói qua sao? Trương đại quan nhân vẻ mặt hoang mang. Thường Lăng Phong nói, cậu cũng không thể đổi ý. Trương Dương nói, tôi là cái loại người này sao? Trong lòng hắn tại tính toán, chờ đến lúc đó, trợ thủ đắc lực như Thường Lăng Phong cũng không thể để cho chạy đơn giản như thế, có hắn bên người thì mình sẽ dễ dàng rất nhiều, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp khiến cho hắn ta tiếp tục lưu lại. Chương 956, có rồi. 1. An Ngữ Thần đi tới Nam Tích, làm một trong những đầu tư của quảng trường số Mộng Thần, cô ấy vẫn là lần đầu tiên đi tới hiện trường, thấy đầu tư của mình ở cái khối đất này, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện hợp tác tốt. Cô ấy tuyệt đối tín nhiệm đối với Kiều Mộng Viện, số tiền ông để cho cô ấy chủ yếu cô ấy dùng để xây dựng Hồng Kỳ Tiểu học, còn có một chút tiền cũng là đầu tư, Nam Lâm tự đầu tư thu được tiền lời tương đối lớn, An Ngữ Thần đối với tiền tài cho tới bây giờ đều nhìn rất nhạt, tính cách bản thân cô ấy là tùy tiện. Còn có một điều là cô ấy cảm thấy mình không ở nhân thế lâu, nhìn tiền tài đều nhạt hơn so với bất luận kẻ nào một ít. Kiều Mộng Viện lúc quyết định khởi công xây dựng quảng trường số Mộng Thần. Người đầu tư thứ nhất nghĩ đến cũng là An Ngữ Thần, lúc trước quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự hợp tác khoái trá, cô ấy và An Ngữ Thần cũng thành bạn bè tốt, An Ngữ Thần cũng không bao giờ hỏi chi tiết, mà Kiều Mộng Viện cho tới bây giờ đều thẳng thắn đối với An Ngữ Thần, hợp tác giữa các nàng không có phát sinh bất luận không hài lòng gì, Kiều Mộng Viện tìm An Ngữ Thần đầu tư quảng trường số Mộng Thần chỉ nói một câu nói. Cô ấy muốn đầu tư cái khối đất của sân thể dục cũ tại Nam Tích này, cảm giác tiền cảnh không tồi. An Ngữ Thần hỏi cần bao nhiêu tiền, Kiều Mộng Viện thiếu 200 triệu, An Ngữ Thần không nói hai lời đem 200 triệu tài chính chuyển đến, muốn hợp tác khăng khít thì phải làm được tin tưởng lẫn nhau. An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện mang theo nón bảo hộ cùng nhau đứng ở miếng đất của sân thể dục cũ, công tác phá bỏ và rời đi nơi khác đã hoàn thành toàn bộ. Kiều Mộng Viện chỉ vào miếng đất dưới chân nói, cuối tuần công trình cơ sở sẽ chính thức bắt đầu, công ty kiến trúc đã tuyển định, bình trung kiến thiết. An Ngữ Thần tuy rằng đầu tư thế nhưng cô ấy không hỏi về chi tiết đầu tư, cô ấy cười nói, chị Mộng Viện, em chỉ quản đầu tư, chuyện còn lại chị quản nha. Kiều Mộng Viện và cô ấy ở chung lâu như vậy đương nhiên biết tính tình của cô ấy, cười nói, được, chị không nói, nói chung quảng trường số Mộng Thần sau khi thành, hiệu quả và lợi ích mang đến khẳng định vượt hơn quảng trường thương nghiệp trước Nam Lâm Tự. An Ngữ Thần nghe Kiều Mộng Viện phát thảo bản kế hoạch, trong lòng lại không để ý đến. Cô ấy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút nói, Trương Dương xảy ra chuyện gì vậy? Nói 11 giờ rưỡi đến đây, lúc này đã 12 giờ, không tuân thủ thời gian gì hết. Kiều Mộng Viện nói, quan niệm thời gian của hắn luôn luôn đúng giờ, ngày hôm nay không biết vì sao. Hai người đang trò chuyện, thấy xe Jeep của Trương Dương chạy đến đây, Trương đại quan nhân cuối cùng cũng tới, bất quá lúc hắn xuống xe vẫn đang gọi điện thoại, gọi đủ 5 phút đồng hồ mới kết thúc, đi tới trước mặt hai người. Cười cười nói, ngại quá, Ủy ban Thể dục tỉnh ngày hôm nay đến đây kiểm tra tình huống chủ bị của Đại hội tỉnh, tôi cùng chạy lòng vòng hết một buổi sáng, cũng may bọn họ trực tiếp đi Cẩm Loan du ngoạn, không ở lại ăn, nếu không tôi lại trễ hẹn rồi. Kiều Mộng Viện nói, chủ nhiệm Trương đương nhiên phải lấy công tác làm trọng. An Ngữ Thần nói, cũng không gọi điện thoại đến đây trước, làm hại chúng tôi ở chỗ này chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Trương Dương cười nói, cái điện thoại này nãy giờ vẫn chưa từng được yên. Lúc nói lại có người gọi điện thoại đến đây, hắn bất đắc dĩ cười cười, vừa đi tới vừa tiếp điện thoại. Lúc Trương Dương gọi điện thoại, trên bầu trời tích tí rất mưa nhỏ xuống, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện nhanh chóng về ô tô chờ, mắt thấy mưa nhỏ biến thành mưa to, không bao lâu mưa nặng hạt rơi xuống, Trương Dương trốn mưa trên xe Jeep của mình, quay đầu lại nhìn chiếc Cadillac của Kiều Mộng Viện một chút, gọi điện thoại, kêu hai người đi theo mình. Trương Dương đã sớm an bài tiệc đón gió tại Hải Thiên. Xe của bọn họ trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe của khách sạn Hải Thiên, thằng nhãi này lúc đi xuống xe vẫn còn đang gọi điện thoại, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Viện đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Thật vất vả chờ hắn cúp điện thoại, An Ngữ Thần mở đầu oán giận nói, tôi nói sư phụ này, sao anh không lễ phép như thế, tôi từ xa tới Nam Tích thăm anh từ đầu tới đuôi đều gọi điện thoại, con mắt cũng không nhìn qua tôi.
Kiều Mộng Viện nói theo, cũng phải, quá không lễ phép. Trương Dương áy náy cười nói, ngày hôm nay thật sự là bận, thị trưởng cung kêu tôi hỗ trợ an bài vấn đề chỗ làm của hơn 400 công nhân, tôi đang chứng thực. Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc nói, anh lại đổi nghề quản cải cách xí nghiệp khi nào thế? Trương Dương nói, mấy lãnh đạo của thành phố đem tôi trở thành giàu vạn kim, chỗ cần thì thắp chỗ đó. Kiều Mộng Viện không khỏi cười nói, hai ngày trước còn nói chán nản, ngày hôm nay lại khôi phục nhiệt tình. Hơn nữa anh bận việc còn hơn lúc xưa. Ăn ngữ thần nói, hắn cũng là một người không có việc gì tự đi tìm việc. Ba người cười nói đi vào sản, Trương Dương nhìn qua cửa sổ thủy tinh, thấy bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, toàn bộ bầu trời đều bao phủ trong mưa, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại cầm lấy điện thoại. Ăn ngữ thần kháng nghị nói, có bệnh có phải không? Một chút không gọi điện thoại là anh sống không nổi à? Trương Dương cười nói, mưa lớn như vậy, tôi bỗng nhiên nhớ tới một việc, chuẩn bị báo tin Lương Thành Long. Tôi nhớ kỹ trước đó vài ngày hắn làm qua một nhóm quảng cáo, hiện tại đại hội tỉnh sắp tổ chức, tôi kêu hắn đặc biệt ấn chế một nhóm bảng quảng cáo, cũng tiện hơn cho dân chúng, lại tuyên truyền đại hội tỉnh, thuận tiện giúp bọn họ làm quảng cáo, cớ sao không làm. Kiều Mộng Viện nói, anh đừng tìm hắn, chuyện này để tôi làm. Trương Dương nói, được. Kiều Mộng Viện nói, 50 ngàn có đủ hay không? Trương Đại Quan Nhân thè lưỡi, hắn vốn chuẩn bị kiếm 10 ngàn làm quảng cáo. Không ngờ rằng Kiều Tiểu Thư ra tay khí phách như vậy, hắn cười nói tốt, trên mặt viết như thế này, quảng trường Mộng Thần nhiệt liệt chúc mừng đại hội tỉnh tổ chức tại Nam Tích. Kiều Mộng Viện không nhịn được cười nói, anh đừng quản, tôi sẽ tìm người thiết kế, vừa mỹ quan, lại vừa có hiệu quả quảng cáo. Ba người vào phòng, bởi vì bọn họ ba người, Trương Dương chỉ gọi vài món nhẹ ngon miệng, hắn cười tủm tỉm hướng An Ngữ Thần nói, thế nào? An Tổng ngày hôm nay khảo sát kết quả thế nào? An Ngữ Thần nói, tôi là một người thường trong phương diện buôn bán, bất quá chị Mộng Viện xem trọng sinh ý hẳn là không sai. Chương 957, có rồi. 2. Trương Dương cười gật đầu nói, hợp tác buôn bán chính là tin tưởng lẫn nhau, hai người các người hợp tác thật đúng là ăn ý 10 phần. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, tôi nghe nói Xanh Tinh chuẩn bị tiến quân quy mô vào lĩnh vực điện thoại di động, hơn nữa muốn tới Nam Tích mở nhà máy. Trương Dương nói, tin tức của cô cũng đủ linh thông, Kim Thượng Nguyên chỉ là vừa lộ ra cái ý đồ này, chuyện cụ thể còn phải chờ tới khi hắn khảo sát nhà máy thông tin thiết bị Nam Tích mới có thể định. Tôi không rõ ràng chuyện này, cô hẳn là rõ ràng nội tình hơn so với tôi mà, cô và Xanh Tinh là người hợp tác mà. Kiều Mộng Viện nói, nghiệp vụ của Xanh Tinh phạm vi rất rộng, từ sản xuất phần cứng máy vi tính đến sản xuất điện tử tất cả đều có, bây giờ lại theo dõi nghiệp vụ thư từ qua lại ngày càng phát triển. Bất quá phạm vi hợp tác của tôi và Xanh Tinh giới hạn trong sản xuất máy tính thôi, phương diện khác cũng không có liên quan đến. Trương Dương nói, đầu tháng Kim Thượng Nguyên tiên sinh đến Nam Tích khảo sát, thành phố đã chỉ định tôi đứng ra đón đãi. Nói đến đây, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, An Ngữ Thần trừng mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhưng cái này là tiếng chuông điện thoại di động của Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan Nhân ủy khuất đầy bụng nói, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Kiều Mộng Viện cười cầm lấy điện thoại, cô ấy nghe xong điện thoại đứng lên nói, tôi phải đi trước, Tổng Giám Đốc Ngô Trung Nguyên của Bình Trung Kiến Thiết tới, tôi phải đi tiếp đãi một chút. Trương Dương và Ngô Trung Nguyên cũng có giao tiếp, lúc trước trong sân bay mới Giang Thành, hắn và Ngô Trung Nguyên không chỉ một lần giao phong, đương nhiên cuối cùng hắn thắng, Trương Dương có cảm giác bình thường đối với Ngô Trung Nguyên, gật đầu nói cô đi đi, ngàn vạn lần đừng chậm trễ chính sự. Kiều Mộng Viện đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Dương và An Ngữ Thần hai người, biểu tình của An Ngữ Thần bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên, Trương Đại Quan Nhân hướng ngồi sát lại bên người cô một ít, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, phát hiện khí sắc của cô ấy tốt, đưa tay muốn cầm cổ tay của An Ngữ Thần, lại bị cô ấy né tránh, nhỏ giọng nói, chỗ đông người, anh chú ý chút. Chú ý cái gì? Anh là sư phụ của em. Trương Dương không khỏi cười nói, trong đáy lòng em còn đem anh trở thành sư phụ à? An Ngữ Thần cắn cắn môi anh đào, nâng ly nước chanh trước mặt uống, em hiện tại càng nghĩ hai ta lại càng sai, quan hệ thầy trò sao biến thành như vậy. Lúc nói, mặt cười không khỏi đỏ lên. Trương Đại Quan Nhân cười ha hả nói, biến thành thế nào? Có câu cách ngôn em biết không sao, nếu muốn học được toàn bộ, trước cùng sư phụ ngủ. Nói còn chưa xong, trên ót đã bị An Ngữ Thần cầm đũa gõ một cái. Trương Đại Quan Nhân nhân cơ hội nắm cổ tay của cô ấy. Thứ nhất là thật tâm muốn thân cận, thứ hai hắn muốn thay An Ngữ Thần tìm kiếm một chút mạch đập,
nhìn tình trạng thân thể hiện tại của cô ấy làm sao, không dò xét thì thôi, vừa dò xét, Trương đại quan nhân phát hiện một chuyện trong dự liệu, nhưng vẫn cảm giác có chút chấn động, An Ngữ Thần mang thai. Có rồi, Trương Dương thấp giọng nói. An Ngữ Thần mắc cỡ hận không thể chui vào dưới bàn, giấy bàn tay to của Trương Dương, lại nhéo một cái vào vai của hắn một cái cũng không phải tại anh sao. Lúc đó vì sao anh không áp dụng một chút biện pháp? Trương Dương thầm nghĩ trong lòng lúc đó cứu em cũng là muốn cho em mang thai, cũng chỉ có như vậy mới có hy vọng trị hết cho em. Thật ra Trương đại quan nhân vẫn đều thấp thỏm, từ khi đi tới thế kỷ 20, hắn còn chưa từng nghiệm chứng qua năng lực sinh sản của mình có bình thường hay không, mặc dù là lúc trước cùng Tần Thanh các nàng thân thiết, vì vạn vô nhất thất, mỗi lần đều là dùng nội lực sát tinh, chỉ có lần này cùng An Ngữ Thần không có áp dụng bất luận biện pháp dự phòng gì. Xem ra năng lực của mình trong phương diện này cũng không có bởi vì vượt qua 1.000 năm mà qua kỳ bảo đảm chất lượng, sinh lực vẫn còn rất chuẩn. Ngoài miệng nói, trên đỉnh núi cao như vậy, em kêu anh đi mua chỗ nào. An Ngữ Thần đỏ mặt ghé vào đầu vai hắn cắn một ngụm nói, anh còn nói, không biết xấu hổ, không cho anh nhắc lại chuyện này. Trương đại quan nhân đem thân hình mềm mại của cô ấy ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói cảm giác thế nào. Phản ứng mạnh hay không? An Ngữ Thần lắc đầu. Ngẩng đầu lên, mi mắt như tơ, môi anh đào nửa khép, làm ra vẻ mặc cho người thưởng thức, Trương đại quan nhân cúi đầu, dùng sức hôn một cái lên môi anh đào của cô ấy, An Ngữ Thần đẩy ra hắn nói, đáng ghét, ăn nhiều đậu hủ thúi quá. Toàn bộ buổi chiều Trương đại quan nhân đều ngâm mình ở trong phòng của An Ngữ Thần, lấy chữa thương hưởng việc ôn nhu, thật ra Trương Dương cũng không phải tìm kế, An Ngữ Thần mắc bệnh kỳ quái như vậy, có thể có dùng phương pháp kỳ quái như thế tới trị cho cô ấy. Bất quá bởi vì hiện tại An Ngữ Thần đã có thai, hành động của Trương đại quan nhân cũng cố kỵ rất nhiều, ngược lại là biểu hiện của An Ngữ Thần cuồng nhiệt hơn hắn rất nhiều. Cuồng loạn qua đi, An Ngữ Thần lặng lặng nằm úp ở trong cái ôm ấm áp rộng rãi của Trương Dương lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói anh hình như không mấy vui vẻ. Trương Dương khẽ vuốt mái tóc của cô nói, anh chỉ là lo lắng bệnh tình của em. An Ngữ Thần nói, em không biết mình có thể sống đến ngày nào. Em chỉ hy vọng có thể thuận lợi đem đứa nhỏ này sinh ra. Trương Dương không nói chuyện, chỉ là cố sức ôm sát cô ấy. An Ngữ Thần nói, anh không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, em cũng sẽ không gây cho anh bất luận phiền phức gì. Trương Dương cười nói, em nghĩ rằng anh sợ em gây phiền phức cho anh. An Ngữ Thần nói, em biết anh không sợ, thế nhưng em không muốn anh bởi vì em mà thay đổi sinh hoạt của mình. Trương Dương nói, qua mấy tháng nữa. Bụng của em sẽ lớn lên. An Ngữ Thần nở nụ cười, cười rất hạnh phúc, cô ấy cho tới bây giờ đều là một người con gái không quan tâm đến ánh mắt của người khác, dám yêu dám hận, nếu lựa chọn Trương Dương, lựa chọn như vậy, cô ấy có cái gì có thể hối hận. An Ngữ Thần nói, em lần này đến đây cũng là muốn nói với anh chuyện này nhi, em muốn đi Thụy Sĩ một thời gian, ông nội ở chỗ ấy có cho em một căn biệt thự, chất lượng không khí cũng tốt, em muốn đi đến đó đem đứa nhỏ sinh ra. Chương 958, có rồi. 3. Trương Dương nói, không được, em đi xa như vậy, anh không ở bên cạnh em, nếu như thân thể xảy ra bất luận cái gì thì làm sao bây giờ? An Ngữ Thần nói, thế nhưng em thật sự không muốn gây cho anh phiền phức, nếu như cho vị hôn thê của anh biết, em có cốt nhục của anh, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cái này đối với bất luận người con gái nào mà nói đều là chuyện không cách nào dễ dàng tha thứ. Trương Dương nói, không sao cả. Miệng hắn nói tuy rằng quyết đoán, nhưng trong lòng cũng không biết hẳn là xử lý chuyện này thế nào. An Ngữ Thần hôn một ngụm trên mặt của hắn nói, em biết, anh làm như vậy là vì cứu em, trong lòng anh rất coi trọng Yên Nhiên, anh căn bản không có chuẩn bị tốt nghênh tiếp đứa nhỏ này đến. Trương Dương, anh làm cho em đã quá nhiều, nếu như không gặp phải anh, em đã sớm rời khỏi thế giới này, là anh khiến cho em hiểu được yêu, là anh khiến cho em trở thành một người phụ nữ chân chính, hiện tại em lại sắp sửa trở thành một người mẹ. Em không có khẩn cầu gì, em chỉ cầu ông trời có thể cho em thêm một năm sinh mệnh. Khiến cho em thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này, coi như là sinh mệnh của em kéo dài. Nói đến đây đôi mắt đẹp của An Ngữ Thần đã ươn ướt. Trương Dương đầy cảm xúc nói, nhà đầu, em có thể đừng thương cảm như thế được không? Bệnh của em không bi quan như vậy, cho anh chút lòng tin, anh có năng lực khiến cho tương lai của hai mẹ con em bình an, anh nhất định có thể. An Ngữ Thần nói, em tin tưởng anh. Thế nhưng em thật sự không thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh, nếu như chuyện của chúng ta bị người ngoài biết, sự nghiệp của anh, tình cảm của anh tất cả đều sẽ bị em hủy diệt. Trương Dương nói, anh mặc kệ,
vô luận như thế nào em đều không thể đi Thụy Sĩ. Cho dù em không vì mình, cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng mà ngẫm lại, lỡ như em xảy ra chuyện gì, mà anh lại không ở bên cạnh em, làm sao bây giờ? Ai tới chăm sóc cho người? Ai tới trợ giúp hai người? Nhắc tới đứa nhỏ trong bụng, An Ngữ Thần nhất thời im lặng. Một lát sau cô ấy mới nói, nếu không, em đi Tây Tạng, em đáp ứng Tiểu Lạt Ma Đa Cát, đi đầu tư khởi công xây dựng một bệnh viện, chờ bệnh viện xây xong, tôi phỏng chừng cũng sắp sinh, em hy vọng con của chúng ta trở thành người thứ nhất sinh ra tại trong bệnh viện kia. Trương Dương còn đang do dự, An Ngữ Thần ôm cánh tay của hắn nói, cậu anh đấy, em qua bên kia còn có thể hướng Ân Thiện Pháp Sư thỉnh giáo, tôi thấy y thuật của ông ta hẳn là không dưới anh. Hơn nữa em đi đến đó có thể cùng ông ta tu tập yoga, đối với cơ thể của em cũng là rất có lợi ích. Hơn nữa, không khí bên kia Tây Tạng tốt hơn so với ở đây nhiều lắm, anh không muốn cục cưng của chúng ta kiện khang khỏe mạnh sao? Trương Dương bật cười không thành tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân An Ngữ Thần nóng lòng rời đi, cô ấy không muốn gây cho mình phiền phức. An Ngữ Thần càng như vậy, Trương Đại Quan Nhân trong lòng càng áy náy, mình trong tình cảm thật sự là rối tinh rối mù, kém cỏi cực độ. An Ngữ Thần trong lòng của cũng có suy nghĩ khác, cô ấy vẫn không lạc quan như cũ đối với bệnh tình của mình, cô ấy thậm chí nhận định mình không có khả năng cùng Trương Dương suốt đời, hy vọng hiện tại lớn nhất của cô ấy cũng là bình an hạ sinh đứa nhỏ này, tại trong lòng của cô đã đem đứa nhỏ này trở thành niềm hy vọng kéo dài sinh mệnh của mình. Trương Dương rốt cục vẫn không làm lại An Ngữ Thần, nhà đầu kia làm ra quyết định gì sẽ rất khó thay đổi, cô ấy muốn đi đến Tây Tạng, xây dựng một bệnh viện. Cũng muốn tại hạ sinh tại nơi cô ấy và Trương Dương ái tình kết tinh trên đỉnh núi thuần khiết kia. Chấm chấm. Trương Dương đem tinh lực chủ yếu đầu nhập vào trong công tác, đại hội tỉnh càng ngày càng gần, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, tuy rằng đã trải qua đủ loại rắc rối, tiếp sức ngọn lửa vẫn thuận lợi bắt đầu, từ khi bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương chạy đầu tiên, thì có ý nghĩa đại hội thể dục thể thao lần thứ 12 của tỉnh Bình Hải chính thức được vén màn. Vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện từng bước, đầu tiên cũng là các nơi yêu cầu đại hội tỉnh lần này một lần nữa báo danh, bởi vì trước đó ảnh hưởng của viêm phổi loại R, các thành phố anh em khác cũng không có phái ra đội hình cực mạnh, đa số vận động viên cấp quốc gia đều từ bỏ thi đấu đại hội tỉnh lần này, mà hiện tại, khi viêm phổi loại R hoàn toàn bị khống chế, bóng ma trong lòng mọi người đã từ từ mờ đi, cho nên mấy người lãnh đạo của Ủy ban Thể dục thành phố thương lượng một chút, bọn họ yêu cầu một lần nữa trình báo danh sách dự thi của đại hội tỉnh. Trương Dương cảm thấy vô cùng căm tức, thật ra lúc trước cho phép tiến hành điều chỉnh một ít đối với danh sách vận động viên, thế nhưng lần này biên độ điều chỉnh của các thành phố anh em là cực kỳ lớn, lấy Đông Giang ví dụ, hầu như một nửa hạng mục dự thi đều muốn tiến hành điều chỉnh. Quá con mẹ nó phận, Trương Đại Quan Nhân vỗ một cái trên bàn làm việc, đứng dậy, nói rõ chỗ tinh túy của bốn chữ nổi giận vỗ bàn. Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương nói, hiện tại không phải vấn đề của một thành phố. Hầu như tất cả thành phố đều phải điều chỉnh danh sách dự thi, còn đặc biệt truyền đạt danh sách điều chỉnh. Trương Dương nói, đây là điều chỉnh sao? Căn bản là thay máu, làm cái gì vậy? Lúc trước tôi không phải không cho bọn họ cơ hội, điện thoại đều gọi qua, khẩn cầu bọn họ phái ra đội hình cực mạnh, phái ra vận động viên ưu tú nhất, nhưng bọn họ làm sao? Đều nhấn mạnh lý do với tôi, cái gì mà quốc gia tập huấn, cái gì tham gia thi đấu thế giới, nói trắng ra cũng không phải sợ viêm phổi loại R. Hiện tại được rồi, viêm phổi khống chế được, lập tức lại thay đổi mặt, lại muốn dự thi, đội quốc gia không tập huấn. Thi đấu thế giới cũng hủy bỏ, ngựa con mẹ nó còn ăn chưa xong, đám người này biến sắc sao trở nên nhanh như vậy. Lý Hồng Dương nói, lúc báo danh, viêm phổi loại R còn đang hoành hành, tâm lý ai cũng đều có kiêng kỵ. Trương Dương nói, tôi lúc trước định tốt chương trình, còn đặc biệt vì bọn họ kéo dài thời gian báo danh, vận động viên cá biệt điều chỉnh không phải là không thể được. Tiền đề là phải có lý do hợp lý, hiện tại ngược lại, bọn họ thẳng thắn tới thay máu, tôi trước đó báo danh tính sao? Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Trương, hiện tại là các thành phố khác liên hợp lên tiếng trong vấn đề danh sách dự thi, tôi thấy chúng ta không thể quá mạnh mẽ. Trương Dương nói, tôi không phải cương quyết, tôi là vì hợp lý, định ra quy tắc cũng là dùng để tuân thủ, nếu như quy tắc tùy tiện có thể thay đổi, như vậy đại hội tỉnh chúng ta thẳng thắn đừng làm, đỡ phải loạn thành một cục. Lúc nói chuyện, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục tỉnh Cử Thánh Minh gọi điện thoại tới, Cử Thánh Minh cũng là vì chuyện của danh sách dự thi, người phụ trách của các phân quản thể dục đều tìm tới ông, không ngoài dự liệu là muốn khiến cho Cử Thánh Minh lên tiếng, gây một ít áp lực cho Ủy ban Thể dục Nam Tích, một lần nữa lo lắng chuyện báo danh của Đại hội tỉnh. Chương 959, có rồi. 4.
Cự Thánh Minh nói, Trương Dương à, hiện tại tất cả mọi người cho rằng chuyện báo danh của Đại hội tỉnh tồn tại một ít vấn đề, cho nên hy vọng có thể điều chỉnh danh sách vận động viên một chút. Trương Dương vừa nghe liền không cam tâm tình nguyện nói, Cự chủ nhiệm, lúc trước báo danh tôi nói qua với ông, bọn họ đều không muốn đem vận động viên hạng nhất phái đến đây dự thi, điện thoại tôi gọi cho từng người, cầu ông nội cầu bà nội, vì để cho vận động viên ưu tú nhất của Bình Hải đều tham gia đại hội tỉnh lần này, tôi còn đặc biệt đem ngày báo danh chậm lại một tuần, ông hỏi một chút này các chủ nhiệm ủy ban thể dục đó đi, có người nào không có nhận được điện thoại của tôi. Tôi đối với ai mà không tận tình khuyên bảo, lời hữu ích nói khô nước miếng, bọn họ vẫn kiên trì phái những vận động viên hạng 2 hạng 3 tham gia đại hội tỉnh, hiện tại danh sách đều định ra, từ đây đến lúc đại hội tỉnh khai mà còn chưa đến một tháng, ông nói ta phải điều chỉnh danh sách vận động viên, Nam Tích chúng tôi trước đó làm nhiều công tác như vậy, chẳng phải là uổng phí. Chúng tôi có phải là làm lại từ đầu một lần? Cự Thánh Minh cười nói, chỉ là điều chỉnh một chút danh sách vận động viên, bọn họ cũng không có yêu cầu quá phận. Còn không quá phận, Cự chủ nhiệm, nếu như thật là vấn đề của vận động viên cá biệt tôi không lời nào để nói, bọn họ không phải muốn điều chỉnh, bọn họ là muốn thay máu, ông đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ cho chúng tôi một chút được không? Chúng tôi chủ bị đại hội tỉnh tốn hao bao nhiêu thời gian, tinh lực, tiền tài, tôi không phải không cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không quý trọng, lúc trước báo danh bởi vì viêm phổi loại R tàn sát bừa bãi, bọn họ còn có tư tâm, cho nên vận động viên hạng nhất hầu như toàn bộ không có báo danh, hiện tại viêm phổi loại R khống chế được, bọn họ hối hận, lại hát ra bài ca này. Cự Thánh Minh nói, cậu cũng biết là có khách quan nguyên nhân, dù sao cũng phải cho người khác một cơ hội. Trương Dương nói, cho, bọn họ không muốn, hiện tại muốn, tôi không có thời gian rảnh để ý đến bọn họ. Giả như bọn họ cảm thấy trung tâm thể dục mới không vừa mắt, tôi có phải là cũng phải hủy đi xây lại cái khác. Cự chủ nhiệm, thời gian của Ủy ban Thể dục Nam Tích chúng tôi cũng rất quý giá, không thời gian hầu hạ cái đám người này. Cự Thánh Minh nghe thái độ hắn như thế kiên quyết, cũng không khỏi có chút phát cáu, Trương Dương, cậu có thể đem lòng dạ phóng lớn hơn một chút hay không? Đại hội tỉnh không là chuyện của mình Nam Tích các người, chỉ có tất cả vận động viên ưu tú của Bình Hải chúng ta tham dự, đại hội tỉnh mới có ý nghĩa. Mới đại biểu cho thi đấu thể thao cao cấp. Trương Dương nói, Cự chủ nhiệm, ông có thể không nghe rõ ràng, tôi không phải phản đối vận động viên của bọn họ tới tham gia đại hội tỉnh, cũng không phải từ chối điều chỉnh, tôi phản đối chính là mượn danh nghĩa điều chỉnh tới thay máu cho danh sách dự thi, làm như vậy giống như là chơi xỏ đầy người với tất cả công tác báo danh của chúng tôi trước đó, với chúng tôi là không công bằng, chúng tôi đã không có nhiều thời giờ như vậy, công tác của Ủy ban Thể dục Nam Tích chúng tôi không thể không nhìn. Ai không nhìn công tác của các người? Trước đó không phải bởi vì tình huống đặc thù của viêm phổi loại R sao? Tôi biết cậu nghĩ như thế nào, cậu cảm thấy lần này đa số vận động viên ưu tú của thành phố khác không báo danh, các người có cơ hội đoạt được huy chương nhiều nhất, Tiểu Trương, tôi van cậu, bố trí của cậu không nên thấp như thế được chứ? Trương Dương phát hỏa, cho dù nói những lời này chính là Cự Thánh Minh, hắn lớn tiếng nói, tôi bố trí cho tới bây giờ chưa từng cao, nhưng bất luận chuyện gì đều có nguyên tắc. Chuyện định ra còn có thể thay đổi sao? Tôi hôm nay nói rõ chỗ này, trừ phi tình huống đặc thù, quyết không cho phép bọn họ tùy ý thay đổi danh sách dự thi, cứ cho rằng tôi muốn đem tất cả huy chương gom vào trong túi của mình đi, đúng vậy, ai không muốn chứ? Cự Thánh Minh cả giận nói, tên oắt con này, nói với cậu như vậy còn không rõ. Trương Dương nói, tôi cứ như vậy, chuyện báo danh quyết định như thế, Nam Tích chúng tôi mới là chủ nhà, dùng tiền dùng sức. Đến cuối cùng ngay cả quyền lên tiếng cũng không có sao. Cự Thánh Minh tức giận đến nỗi đập bàn cái rầm ở bên kia điện thoại, thằng oắt con, coi chừng tôi rút chức cậu. Trương Dương nói, dựa vào cái gì? Ông dựa vào cái gì? Hắn nói thật đúng là không sai, Cự Thánh Minh nói cũng chỉ là tức giận mà nói, thật sự muốn rút chức Trương Dương, ông thật đúng là không có cái quyền lực kia, chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh, nghe ra rất là oai, nhưng cũng không có nhiều thực quyền như vậy. Cự Thánh Minh nghiến răng nghiến lợi giống lên một câu, tên oắt con cậu chờ xem cho tôi. Ông tức giận đem điện thoại dập xuống cái rầm. Cự Thánh Minh tính tình từ trước đến nay đều rất lớn, bị Trương Dương chọc giận đến sắc mặt thay đổi, cầm gạt tàn thuốc trên bàn ném tới cửa phòng làm việc. Cửa phòng vốn đang đóng, đúng lúc này có người đẩy cửa tiến đến, là phó chủ nhiệm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi gõ cửa, chỉ là Cự Thánh Minh không nghe thấy, cửa phòng khép hờ, cho nên gã gõ gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Ai ngờ đột nhiên bay tới một cái gạt tàn thuốc, Tạ Vân Phi nhất thời tránh né không kịp, bốp miệng tiếng, gạt tàn thuốc đập vào trán, thằng nhãi này bị đập trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi dưới đất,
hơn nửa ngày đều cảm thấy ông sao bay loạn trước mặt. Cự Thánh Minh cũng không ngờ rằng thằng nhãi này sẽ đột nhiên tiến đến, nhanh chóng tiến lên đem Tạ Vân Phi nâng dậy, Vân Phi, cậu không sao chứ? Trán của Tạ Vân Phi sưng lên một cục lớn, cũng may không bị tét ra, gã được Cự Thánh Minh nâng thất tha thất thểu đi tới ngồi xuống sofa, vẻ mặt đau khổ nói, Cự chủ nhiệm, ngài. Sao phát hỏa lớn như vậy? Cự Thánh Minh vững tin gã không có việc gì, mới thở dài nói, cũng không phải bị thằng oát con Trương Dương chọc giận sao, hiện tại các thành phố đều có ý kiến rất lớn, muốn một lần nữa điều chỉnh danh sách dự thi một chút, nhưng tên nhóc này ngược lại. Tạ Vân Phi lúc này ý nghĩ đã tỉnh táo lại, gã cũng thở dài theo nói, Cự chủ nhiệm, tôi đã sớm nói rồi qua, người này quá cuồng vọng, trong mắt hắn căn bản không có lãnh đạo, ỷ vào ở trên có chút quan hệ, căn bản không đem người khác để vào trong mắt. Cự Thánh Minh nói, tôi đã nói hắn bố trí có vấn đề, vận động viên ưu tú cũng không tham gia, tất cả đều để cho người nhà Nam Tích bọn họ đi so, hạng nhất huy chương bị bọn họ cầm không hề nghi ngờ. Chương 960, có rồi. 5. Tạ Vân Phi nói, Cự chủ nhiệm, ngài sao còn hồ đồ, từ lúc hắn vừa lên làm chủ nhiệm ủy ban thể dục Nam Tích, hắn hô to khẩu hiệu muốn đoạt hạng nhất của hai bảng huy chương và bảng thành tích trong đại hội tỉnh lần này, tôi cùng hắn tiếp xúc tuy rằng không nhiều. Nhưng tôi cũng biết tên nhóc này rất ham công lớn, vận động viên báo danh đại hội tỉnh, hắn chọn lúc viêm phổi loại R tàn sát bừa bãi, mục đích là cái gì? Cũng không phải lợi dụng chuyện này trong lòng mọi người sợ hãi, ngài ngẫm lại xem, toàn bộ Bình Hải chỗ viêm phổi loại R ầm ĩ nhất cũng là Nam Tích, ai muốn mạo hiểm tính mạng đi Nam Tích tham gia thi đấu, lúc này mới tạo thành nhiều vận động viên ưu tú vắng mặt tập thể như vậy. Cự Thánh Minh gật đầu nói, tôi đã nhìn ra, hắn là lợi dụng chuyện này. Tạ Vân Phi nói, hiện tại viêm phổi loại R khống chế được, cho nên các thành phố muốn điều chỉnh danh sách dự thi, thật ra đây là chuyện không gì đáng trách, vô luận là làm chủ nhà, hay là một người làm công tác thể dục, đều hẳn là có ý này, nên rộng lượng với thành phố anh em, đại hội tỉnh không là chuyện của mình Nam Thích bọn họ, lại càng không là chính Trương Dương hắn làm, chúng ta không phải thường nói hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị sao. Bây giờ còn chưa bắt đầu thi đấu, hắn đã lợi dụng thủ đoạn nhằm vào thành phố anh em. Cái này không được, thể dục là thể dục, không nên pha trộn quá nhiều nhân tố chính trị và tư tưởng lợi ích. Tạ Vân Phi tuy rằng bị ném trúng đầu, thế nhưng suy nghĩ cũng rất rõ ràng, nói rất đạo lý. Cự Thánh Minh đối với cá nhân Trương Dương cũng không có nhiều ý kiến, thế nhưng Trương Dương ngày hôm nay chống đối ông khiến cho ông có chút căm tức, ông đứng ở góc độ Bình Hải, đương nhiên hy vọng vận động viên ưu tú nhất của Bình Hải tất cả đều xuất hiện trên đấu trường. Cự Thánh Minh nói thằng oát con này rất cứng, vừa rồi tôi tận tình khuyên bảo hắn. Thằng nhãi này lại không cho tôi mặt mũi. Tạ Vân Phi cười nói, Cự chủ nhiệm, ngài là chủ nhiệm ủy ban thể dục tỉnh, hắn là chủ nhiệm ủy ban thể dục thành phố, ngài là cấp bậc gì, hắn là cấp bậc gì, ngài nói cùng hắn cái gì, trực tiếp tìm lãnh đạo hắn không hiểu chuyện, tôi không tin lãnh đạo của Nam Tích cũng đều không hiểu chuyện. Cũng không có chút cái nhìn đại cục, cũng không có ý rộng lượng với người khác. Tạ Vân Phi nói những lời này bao hàm rất nhiều thành phần trả thù ở bên trong. Gã vẫn có oán hận đối với Trương Dương, nhưng gã cũng bị Trương Dương hù nát lá gan, khiến cho gã trực tiếp đi tìm Trương Dương, đánh chết gã cũng không dám, thế nhưng ở phía sau trêu ghẹo chút chuyện tình, kích động một chút lửa giận lãnh đạo, cái này lúc đầu chính là điểm mạnh của gã, căn bản không cần tốn sức. Cự Thánh Minh vì vậy nghe theo lời đề nghị của Tạ Vân Phi, đem điện thoại trực tiếp gọi cho thị trưởng Hạ Bá Đạt của Nam Tích, Cự Thánh Minh tìm Hạ Bá Đạt nguyên nhân là bọn họ rất quen thuộc, giao lưu dễ hơn một ít. Hạ Bá Đạt sau khi nghe xong chuyện này, cũng rất coi trọng, sau đó trong cuộc họp thường ủy đặc biệt đưa ra chuyện này. Khi Cung Kỳ Vĩ làm xong công tác báo cáo sắp tới, Hạ Bá Đạt nói ra, đem chuyện này đưa ra trên bàn, Hạ Bá Đạt nói, các thành phố trong tỉnh đều có ý kiến rất lớn đối với công tác của Ủy ban Thể dục chúng ta, cho rằng công tác báo danh của chúng ta trước đó rất không đúng chỗ, đem vận động viên ưu tú của bọn họ tất cả đều loại trừ ra ngoài, cho nên hy vọng chúng ta có thể một lần nữa lo lắng lại công tác báo danh của đại hội tỉnh. Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ nở nụ cười ha ha, ông nhìn lướt qua hướng các vị thường ủy ở đây nói, công tác cụ thể của đại hội tỉnh không phải Trương Dương phụ trách sao? Lão Hạ, nếu như ông cảm thấy có cái gì không thích hợp, trực tiếp nói với hắn, loại sự tình này không cần phải thảo luận trên hội nghị thường ủy, ha ha. Lý Trường Vũ lại cười hai tiếng. Hạ Bá Đạt trong lòng thầm mắng Lý Trường Vũ tuyệt đối xứng đáng với hai chữ gian xảo này, đầu tiên chỉ ra Hạ Bá Đạt là nhằm vào Trương Dương, sau đó lại hời hợt nói chuyện này không quan trọng, không cần phải chuyện bé xé ra to, nói trắng ra cũng không phải là giữ gìn Trương Dương sao.
Hạ Bá Đạt nói, Bí thư Lý, cái này không phải là việc nhỏ. Ông nói không quan trọng, tôi vẫn cứ nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện này, Hạ Bá Đạt gần đây đã bắt đầu đối chọi gay gắt với Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, lão Hạ, vậy ông nói đi. Hạ Bá Đạt nói, đảng của chúng ta, xã hội của chúng ta đều chú ý một đoàn kết yên ổn, chỉ có yên ổn đoàn kết, xã hội mới có thể ổn định phát triển. Đại hội tỉnh mặc dù tổ chức tại Nam Thích, nhưng lại là đại hội thể dục của toàn bộ Bình Hải, không phải chuyện của mình Nam Thích chúng ta, nếu như đóng cửa lại tổ chức đại hội thể dục thể thao, đó chính là đại hội thành phố mà thôi. Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ vẫn đều phân công quản lý cái khối công tác này, Hạ Bá Đạt nói lời này có tính chỉ hướng rất mạnh, ông không thể không nói. Cung Kỳ Vĩ nói, thị trưởng Hạ, chúng ta chưa bao giờ đóng cửa lớn, đối với các thành phố anh em đều là mở rộng cửa lớn. Về chuyện báo danh của đại hội tỉnh, tôi rất rõ ràng, lúc trước công tác báo danh khởi động, chúng tôi vì các thành phố anh em có thể phái tới vận động viên ưu tú nhất, tốn hao công phu tương đối lớn, không chỉ vì bọn họ kéo dài kỳ hạn báo danh. Hơn nữa ủy ban thể dục còn gọi điện thoại qua làm công tác động viên, nguyên nhân căn bản là vì viêm phổi loại R, rất nhiều vận động viên trong lòng tồn tại sợ hãi. Đối với chúng ta Nam Thích coi là con mãnh thú và dòng nước lũ, bọn họ sợ tới Nam Thích, cho nên mới tạo thành nhiều vận động viên ưu tú vắng mặt tập thể như vậy. Hiện tại viêm phổi loại R khống chế được, bọn họ lại hối hận, muốn một lần nữa điều chỉnh danh sách dự thi, cho nên vấn đề không ở trên người chúng ta, mà là tại bên kia của bọn họ. Không phải chúng ta công tác không được, cũng không phải chúng ta không rộng lượng, nói đơn giản một chút, cũng là lúc trước chúng ta cầu bọn họ không tới. Hiện tại chuyện tình đã chuẩn bị xong xuôi hết, bọn họ lại muốn đổi ý, muốn tất cả làm lại từ đầu. Hạ Bá Đạt nói, ông cũng nói, lúc đó là tình huống đặc thù, viêm phổi loại R tàn sát bừa bãi, người khác sản sinh tâm lý sợ hãi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Làm chủ nhà, tôi cho rằng, chúng ta hẳn là nên có sự rộng lượng, muốn đem lần đại hội tỉnh này hoàn thành một lần toàn bộ nhân dân tỉnh đều tham dự vào thể dục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 960.